tiếng hát mà anh ngồi anh thả hồn, anh lắng nghe từng từng lời cho tới cuối cùng bài hát. Anh phải chúc mừng em rất là tuyệt vời cái nhạc phẩm này. Cảm ơn anh. Xin mời giám khảo Phi Nhung. Khi mà em cất tiếng hát lên là em cũng như là em lên em xuống là cái da gà chị nó nổi lên hết luôn vậy đó. Em hát quá tuyệt vời luôn, hình ảnh quá đẹp luôn, không có gì để nói hết. Cái này chắc chúc mừng ban nhạc quá trời. Ban nhạc. Trăng rơi bên thềm, không còn lời ru mơ trên môi mềm. Em thơ mơ mùa xuân đầu nối dài đêm sâu. Anh là mùa thu cho em mơ màng, anh là vần thơ quấn quýt bên nàng. Em đi tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân xa. Như Trang, không còn mùa thu. Cho một tràng pháo tay 20 điểm từ các vũ công. Em ơi, em tinh tế, em bỏ nhỏ, em làm chủ giọng hát của mình quá. Xin mời kết quả từ ban nhạc là... Wow. Trời, 4-10. Em có tin điều đó đã chưa từng xảy ra chưa? Anh xin cầm... Xin chào anh Như Trang, chúc mừng em. Hôm nay em hát rất là dập dào cảm xúc. Anh rất thích cái phần biểu diễn này của em tối đêm nay. Dạ, chúc mừng em. Xin mời anh Thắng. Anh thích em. Wow. Đơn giản. Quá đơn giản luôn. Tổng số điểm của ban nhạc quyền năng Như Trang là 83 điểm. Cộng với 20 điểm ở đây là 103 dẫn đầu bảng. Xin mời ba thành viên ban giám khảo. Em cất tiếng hát mà anh ngồi anh thả hồn, anh lắng nghe từng từng lời cho tới cuối cùng bài hát. Anh phải chúc mừng em rất là tuyệt vời cái nhạc phẩm này. Cảm ơn anh. Xin mời giám khảo Phi Nhung. Khi mà em cất tiếng hát lên là em cũng như là em lên em xuống là cái da gà chị nó nổi lên hết luôn vậy đó. Em hát quá tuyệt vời luôn, hình ảnh quá đẹp luôn, không có gì để nói hết.
Cái này chắc chúc mừng ban nhạc quá trời. Ban nhạc đã tìm được nha. Một thí sinh phù hợp và giám khảo Dương Trường Vũ. Khi mà em hát ngay cái đoạn đầu thì Vũ chỉ nghĩ là ok, đây là một cô gái xinh đẹp hát một cái bài hát mà rất là quen thuộc rồi. Nhưng mà càng về sau em nhảy quãng, em hát lên cao thiệt là cao luôn. Nó cho mọi người thấy được cái quãng của em nó rộng đến cỡ nào. Em xứng đáng được những cái điểm 10 này. Chúc mừng em. May mắn nhận được những cái con điểm tuyệt đối từ bên nhạc. Đến bây giờ thì Như Trang vẫn còn rất là lâng lâng hạnh phúc. Mời quý vị tiếp tục chào đón thí sinh tiếp theo. Giọng cổ cũng nhảy được đó nha. Mà to cao ngắm đẹp thơm đớn theo thuồng. Hey yeah, hát công tử là tôi, tài năng căng dây khắp nơi, phải chỉ thông minh đa tài, mọi người muốn đời biết danh. Hey, tôi hoa khôi ngô có duyên, phải chỉ thông minh biết tiền, mọi người rất dễ tê, đó chính là tôi. Anh thấy kia sao mà trắng trẻo, sao mà ngon đến ngỡ ngàng. Hey, cùng bạch công tử là tôi, tài năng không thua kém ai, phải chỉ thông minh dư xài, người người muôn đời biết dài. Đó tôi hào hoa khôi ngô có duyên, ai cũng khen tôi rất hiền, tài năng và tinh tế đó chính là tôi. Anh thông minh tài ba chưa chắc anh tương lai nở hoa, vì đôi khi anh đã bỏ quên vì anh vẫn nghe đầu yêu, anh mới mong gia đình thật nhiều và anh nhớ bữa cơm ấm áp ngày xưa. Dẫu biết rằng cuộc sống chẳng như mơ, ai biết rồi đây thành công hay vấp ngã. Công tử ơi, dù anh có tài tuấn kiệt, nhưng để thành công cần lắm một gia đình. Chưa chắc anh tương lai nở hoa, vì đôi khi anh đã bỏ quên tình yêu gia đình. Từ khi anh vắng ta đầu yêu, anh mới mong gia đình thật nhiều và anh nhớ bữa cơm ấm áp ngày xưa. Từ khi anh vắng ta đầu yêu, anh mới mong gia đình thật nhiều và anh nhớ bữa cơm ấm áp ngày xưa. Thành viên Vũ Công họ nhảy bất chấp, nhảy bất cần. Em ơi, em được 20 điểm đầu tiên rồi đó em. Em xin cảm ơn rất nhiều. Loa loa loa. Và bây giờ kết quả số điểm từ ban nhạc Quyền Năng. Có thể nói em là thí sinh có nhiều điểm chính nhất. Yeah! Nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng đã lắc như một vũ công. Tại sao như vậy? Lắc như nào anh? Lắc như nào? Chị kêu chưa lắc lại. Đúng rồi, đúng rồi. Đâu chưa thấy nãy lo rồi. Vỗ tay, Hải Phượng lắc lại. Đó kìa, chưa từng thấy bao giờ. Người đàn tranh đàn bầu mà nhảy như là hip hop. Cái bài này á, bạn làm rất là hay. Chúng tôi cảm thấy là cuốn hút theo những cái nhịp điệu sôi nổi của bài. Và có những cái đoạn đổi giữa tân cổ nó rất là thú vị. Tuy nhiên là bạn nhảy nhiều quá cho nên bạn đã không giữ được giọng. Nó không có còn đúng tông nữa. Có những lúc mà bạn nhảy nhiều quá. Em rất là thích cái sự kết hợp của cái bài này, giữa tân cổ giao duyên với nhau, nghe rất đã. Và bây giờ nghe nhạc sĩ Đức Huy bay từ nãy giờ đáp xuống nói nè. Tôi thích cái phối hợp nhiều cái màu sắc khác nhau của âm nhạc. Và chỉ rất tiếc đó là bạn thiếu cái kiểm soát cái cảm xúc của mình.
Thành ra để ý điểm đó thì lần tới là tôi mong là bạn sẽ cho chúng tôi nghe một bài hát hoàn hảo hơn. Xin cảm ơn. Lúc mà vào bài thi thì mình thực sự là bị cuốn theo cái cảm xúc đó luôn. Thì về phương diện của ca sĩ chuyên nghiệp thì cái đó bắt buộc phải trau dồi lại rất là nhiều. Chúng ta sẽ nghe nhận xét từ thành viên ban giám khảo. Rất là khâm phục anh về cái sự kết hợp này. Đem lại một cái màu sắc rất là mới lạ. Nhưng mà anh rất là sung. Cho nên khi mà anh hát, anh cái giọng của anh không còn là đúng một cái nhịp điệu nữa. Nhưng mà về kết hợp lại tất cả những yếu tố thì số điểm đó mình nghĩ cũng rất phù hợp cho cái tiết mục của anh. Chúc mừng một cái tiết mục rất là lạ và có thể nói là tuyệt vời đó. Ok. Cảm ơn Nghĩa. Xin mời giám khảo Phi Nhung. Em vừa say mê mà vừa cảm thấy phục mà vừa cảm thấy xúc động khi bạn đem cái cải lương vào một cái nhạc hip hop như vậy. Nó làm cho Phi Nhung cứ chăm chú theo anh nên Nhung không có để ý tới nó phô là cái gì của anh hết. Em rất là thoải mái, rất là vui. Đúng hơn là đã bị hốt hồn đúng không? Hốt hồn nha, hốt hồn. Thưa quý vị, và bây giờ kết quả số điểm của thí sinh Hoàng Nghĩa với ban nhạc Quyền Năng sẽ là bao nhiêu, chúng ta sẽ biết ngay bây giờ. 82 điểm từ ban nhạc, đúng rồi. Còn ở đây là 20 điểm, nếu cộng lại là 102. Chúc mừng Hoàng Nghĩa hôm nay hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Em cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn em. Cảm ơn ban nhạc Quyền Năng rất nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị. Nếu mà may mắn được vào vòng trong thì chắc chắn sẽ cố gắng rất nhiều để mà đáp lại cái sự khuyến khích, lòng yêu mến của ban nhạc, ban giám khảo. Thưa quý vị, âm nhạc và khiêu vũ, tất cả những điều này tạo nên bản tổng phổ muôn màu của cuộc sống. Hãy cùng chào đón thí sinh tiếp theo bằng tất cả tình yêu thương đi quý vị. Còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em. Ân tình xưa xem như là một giấc ngủ chìm bao. Giờ này em vui, giờ này em vui, giờ này em vui bên người yêu, bên sáng dầu vui nhung lụa gặp đường em đi. Anh không trách duyên tình sao quá bẽ bàng, nhưng anh trách em rằng sao em không nói thật lòng, sao em gian dối để làm chi, để giờ đây em cho tôi hiểu rằng vào đường yêu trăm khổ niềm đau. Còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em. Thôi về đi, tôi không cần một lời xót thương. Tích làm chi, thương làm gì, lấy lưu gì kẻ còn trắng tay. Tiếp mà chi, thương làm gì, lấy lưu gì kẻ còn trắng tay. Em vẫn là em, với một cái màu, với một cái sắc và không thay đổi được. Nó giống như một cái chất gây nghiện. Mỗi khi bài hát của em đã làm cho mọi người không ai ngồi xuống hết. Xin chúc mừng 20 điểm đầu tiên của 20 của con. Xin cảm ơn các bạn. Và đây, hãy nhìn từng người sẽ cảm nhận em như thế nào qua số điểm của họ. Xin mời ban nhạc Quyền Năng.
nhiều số 5 và có cả nhiều số 9. Hôm nay em hát rất tốt, nhất là những cái nốt thấp nó rõ, nó tròn và nó có cái sức nặng. Xin chúc mừng. Xin cảm ơn. Xin mời anh Phong. Cái giọng em hát cái bài này rất là tốt, rất là hợp. Chỉ có một điểm trừ là cái khúc cuối á, làm như tập chưa có nhiều và sao có hát hơi bị lộng cộng chút. Hôm nay bạn chọn cái bài hát rất là hay, hợp với cái chất giọng của bạn. Chúc mừng bạn. Wow. Em cười anh rất là thích, bởi vì khi em cười em không còn thấy gì hết. Thấy hai sợi chỉ chạy ngang. Mình khi mà thấy cười á là không còn thấy trời trăng mây gió vậy. Giống y như Vũ vậy đó, chỉ còn hai sợi chỉ thôi là làm mắt kiến mát được rồi đó. Nhưng mà hôm nay Vũ xin chúc mừng Duy Trường đã làm thật trọn vẹn ca khúc này nha. Nhưng chị Vũ mặc dù là mắt hí nhưng cũng rất là đẹp trai. Cho nên Trường nghĩ là những người mắt hí đều đẹp trai hết. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xin cảm ơn. Rồi em say lại đây, tổng số điểm ban nhạc quyền năng 74 điểm, cộng với 20 điểm của Vũ Công, em được 94 điểm. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xin cảm ơn ạ. Xin chúc mừng. Thưa quý vị, Duy Trường cũng là thí sinh cuối cùng của chúng ta. Chúng tôi xin mời tất cả 10 thí sinh quay trở lại sân khấu. Quý vị và các bạn, đây là một chương trình mà số điểm thu hoạch rất là cao, và xin công bố thứ hạng của 10 thí sinh của chúng ta trong số điểm này. Thưa quý vị, thí sinh Vi Thiện 76 điểm, Trương Quân Bảo 90, cách biệt chỉ có một điểm, hai thí sinh đồng điểm, Y Thanh Khánh Long 93 điểm thuộc về Hà Thúy Anh, Vũ Duy Trường 94, Khánh Hoàng 95, cấp 3 Hồng Gấm 99, Hoàng Nghĩa 102, Như Trang dẫn đầu 103 điểm. Nhưng điều này chưa có nghĩa là như vậy đã ổn. Ba thành viên giám khảo tặng 10 điểm duy nhất của mình cho bất kỳ thí sinh nào mà con tim mình cảm thấy bị cuốn hút về phía đó. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Con tim em đã trao cho Như Trang. Hãy bước lên để đón nhận điểm 10 đi. Quá tuyệt vời, chúc mừng em đã được cộng thêm 10 điểm nữa. Xin mời đến lượt giám khảo Phi Nhung. Em, tại vì mỗi người có mỗi cái, em, Phi Nhung rất là khó. Ai ấn tượng nhất đối với Phi Nhung? Nếu mà nói ấn tượng á, thì là Hoàng Nghĩa. Yeah! Và cuối cùng, Dương Kiều Vũ. Vũ sẽ dành cho cái cô gái mà đạt cái số điểm thứ 3 ở trong chương trình đó, tức là Hồng Gấm. Xin cảm ơn các thành viên và giám khảo. Và như vậy xin mời tất cả các thí sinh chúng ta cùng hướng về để xem kết quả số điểm top 3 cao nhất đi thẳng vòng trong, top 3 thấp nhất đi thẳng vòng cánh gà, và những người còn lại sẽ phải tiếp tục chiến đấu. Thưa quý vị, kết quả như sau. Top 3, Như Trang dẫn đầu 113 điểm. Chúc mừng bạn. Hoàng Nghĩa 112 điểm. Hồng Gấm 109. Thưa quý vị, ba thí sinh để an toàn vào vòng trong. Và còn lại Khánh Hoàng 95, Duy Trường 94, Hà Thúy Anh 93, Y Thanh 91, Khánh Long 91, Trương Quân Bảo 90, Vi Thiện 76. Và thưa quý vị, có sự trùng điểm Y Thanh và Khánh Long. Và như vậy, nhạc sĩ, nhạc trưởng Đức Huy sẽ quyết định thí sinh nào ở lại. Khánh Long hát về cha tốt, nhưng mà bị rớt nhịp ngay cái chỗ giữa. Và đó thì là một cái lỗi lầm mà chúng tôi nghĩ là chúng tôi khó thể bỏ qua được. Và bởi vì như thế, tôi sẽ chọn Y Thanh. Chúc mừng Y Thanh. Thưa quý vị, như vậy, ba thí sinh phải chia tay trong vòng thi này là Khánh Long, Trương Quân Bảo và Vi Thiện. Nhưng mọi người hãy giữ niềm đam mê của mình. Chúng ta có một bài hát chia tay. Xin mời tất cả các khán giả, các vũ công và ban giám khảo cùng hát. Ta là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu. Ta là bỏ đi hết, ta chẳng là gì nhau. Cho quên đi đớn đau, khỏi bận tâm ngày sau. Vì một người như thế, có đáng hay không, không, không. Thưa quý vị, như vậy,
ở vị trí 4 và 7 sẽ là một cặp đôi, 5, 6 sẽ là cặp đôi thứ hai. Thưa quý vị, và như vậy hai thí sinh vị trí thứ 4 và thứ 7 sẽ cùng một cặp đôi. Và bây giờ thì lắng nghe đề nghị từ giám khảo, và người ở vị trí thứ 4 có quyền quyết định chọn bài hát nào, một trong hai bài mà các bạn đã được thông báo trước rồi. Hai bài này sẽ là bài Người Yêu Cô Đơn hoặc là bài Diễm Xưa, một bài của Đài Phương Trang và một bài của chú Trịnh Công Sơn. Em chọn bài Diễm Xưa hay là Người Yêu Cô Đơn? Em sẽ chọn dòng nhạc mà em vẫn theo đuổi, đó là dòng nhạc Bolero, và em sẽ chọn các khúc Người Yêu Cô Đơn. Bây giờ cặp 5, 6 xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Trong đây có hai bài. Bài thứ nhất là bài Duyên Kiếp của tác giả Lam Phương, Em Ơi Nếu Mộng Không Thành Thì Sao đó. Bài thứ hai là bài Trái Tim Không Ngủ Yên của tác giả Thanh Tùng. Duy Trường. Duy Trường, rồi Duy Trường chọn nhạc phẩm đi. Nói chung là cũng khác cái dòng nhạc, cho nên là Duy Trường muốn ưu ái hơn cho người phụ nữ. Wow. Duy Trường xin được chọn ca khúc Trái Tim Không Ngủ Yên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nhường sân khấu lại cho cặp đôi 47 sẽ trình bày ca khúc mà họ đã quyết tâm để chiến đấu. Và Khánh Hoàng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng Hà Thúy Anh và Duy Trường. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu,
thật xa anh đang dối lòng. Còn anh nói đã trốn yêu em rồi, là thật ra anh đang dối em. Nếu anh nói anh muốn xa em, là thật ra anh mong rất gần. Còn anh nói đã muốn quên em rồi, là trong tim anh luôn nhớ em. Rồi một chiều vắng em, trái tim buồn hơn. Rồi một chiều vắng em, trái tim không nguôi. Thôi xin anh hãy hờn dỗi những ngày mới quen nhau. Hướng như là đã xa nhau. Nếu anh nói anh muốn xa em, là thật xa anh mong rất gần. Còn anh nói đã muốn quên em rồi, là trong tim anh luôn nhớ em. Còn anh nói đã muốn quên em rồi, là trong tim anh luôn nhớ. Đây là những cái phút cao trào của chương trình. Chưa có sự phối hợp bao giờ, nhưng họ phải hoàn thành bằng tất cả tình yêu, niềm say mê với âm nhạc. Tràng pháo tay khích lệ cho hai cặp đôi này. Và bây giờ với cặp đôi 74 xin được mời kết quả từ các thành viên ban giám khảo. Dương Triệu Vũ xin mời bạn. Hôm nay khi mà hát á, cả hai người đều hát chưa tròn vẹn. Khánh Hoàng hát thì mấy cái câu đầu á, là gần như là 70% của em là nó đã sai nốt rồi. Cho nên là Vũ xin dành phiếu bình chọn này dành cho anh Y Thanh nha. Xin cảm ơn Dương Triệu Vũ và xin mời bạn giám khảo tiếp theo. Cái bài hát Nhiều Cô Đơn vừa rồi thì mình biết là Y Thanh cũng đã cố gắng rất là nhiều. Trong đây thì mình phải chọn một trong hai, thì thôi mình lấy Khánh Hoàng. Yeah. Chúc mừng. Một điều. Bây giờ tới Phi Nhung thì cũng rất là thấy tội nghiệp cho Hy Thanh là phải hát cái bài hát này. Không phải giọng nhạc của mình mà cũng cố gắng hát, mà hát trong một cái sự nhường nhịn người bạn của mình. Cái đó là một cái điều mà Phi Nhung rất là thích ở nơi Hy Thanh. Còn về Khánh Hoàng á, là chuyên môn về dòng nhạc bolero, nhưng mà hôm nay em hát cái bài Người Yêu Cô Đơn nó không có hay. Những cái nốt lên cao em bị bể, em bị ngang. Em cố gắng em hát để cho nó hay, em không có nghĩ tới một cái người bạn của mình bên cạnh. Đó là theo cái mắt của chị nhìn thấy quyết định cuối cùng của Phi Nhung, chọn Y Thanh. Chúc mừng Y Thanh. Kết quả của cặp đôi 56. Mình rất là ngưỡng mộ cái sự cao thượng của anh, rất là nam nhi chi chí. Và phiếu của Mạnh Quỳnh dành cho, thì Mạnh Quỳnh vẫn giữ lập trường của mình, mình giữ sự cao thượng của anh, sẽ giữ lại Duy Trường. Ủng hộ Duy Trường. Một phiếu từ ban giám khảo. Quyết định tiếp theo. Ở đây tôi rất là ngưỡng mộ Duy Trường, rất là đàn ông. Coi như là bây giờ Nhung có chọn Hà Thúy Anh anh cũng không có buồn đúng không? Dạ, Nhung chọn Hà Thúy Anh. Một phiếu. Và tỷ số này sẽ thay đổi như thế nào với quyết định của người thứ ba, giám khảo Dương Triệu Vũ? Một cô gái xinh đẹp bên một người đàn ông mắt hí, và người đàn ông mắt hí này lại có cái sự nam nhi và cái sự tự tin đến nỗi giành luôn cái phần lợi thế cho người phụ nữ xinh đẹp kế bên mình. Và ngược lại, Hà Thúy Anh
cũng đã sửa từng lời. Người ta gọi là mớm lời cho anh ta đó. Và khi anh đưa cái lựa chọn của mình về cái lợi thế cho người phụ nữ kia thì anh đã thuyết phục tất cả mọi người ở đây cũng như các khán giả trên TV. Thì Vũ sẽ giành cái quyền lợi này. Cho người phụ nữ đứng cạnh với Duy Trường. Thưa quý vị, sau khi Dương Triệu Vũ vô cùng khó xử trước tình huống này thì cũng đã có một quyết định. Xin được chúc mừng Hà Thúy Anh. Và bạn sẽ đồng hành cùng người bạn của mình để chúng ta cùng hát một khúc hát chia tay. Thôi rồi ta đã xa nhau. Kể từ đêm bao đó dịu hồng. Em được anh, em được em. Yêu thương xưa chỉ còn anh được. Em anh quên cả sao em. Kỷ niệm xưa xanh như biển lớn. Thưa quý vị, chúng tôi xin được mời ba thí sinh vào thẳng vòng tròn bây giờ bước lên sân khấu để có hai người bạn của mình cùng đồng hành. Thưa quý vị, lại đây là năm thí sinh của chúng ta đã chiến thắng trong vòng ngày hôm nay. Thưa quý vị, và năm thí sinh của show trước đây cũng sẽ có mặt. Xin mời. Quý vị, như vậy chúng ta đã có 10 thí sinh đã được đi tiếp vào vòng 3. Chương trình Ban Nhạc Quyền Năng do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sóng Vàng thực hiện đến đây là kết thúc. Trời về khuya vọng tiếng lúa đêm mê. Mấy cái tóc á. Quê hương tôi có con đê dài ngây ngơ. Lúc tan chợ chiều xa to. Bếp nồng vòm tre non làn khói ấm hương thôn. Vòm tre non làn khói ấm hương thôn. Ai về, về có nhớ, nhớ cô mình chăng? Tôi về, về tôi nhớ. Hàm răng, răng cô mình cười. Ai về, về mua lấy, lấy miệng cười. Để riêng tôi mua lại mảnh đời thơ ngây thơ. Quê hương ơi, bóng đá ôm đá.
vọng gì, chờ nghe tôi thôi khúc sao trôi vời. Chờ nghe tôi thôi khúc sao trôi vời. Quê hương ơi, tóc xương mẹ già yêu dấu, tiếng ru nỗi niềm thơ ấu, cánh tay em tựa mãi đầu, ôi bóng hình từ bao lâu còn ghi mãi sắc màu. Đó chính là Khánh Hòa, vỗ tay lớn hơn nữa được không ạ? Xin được cảm ơn các bạn đã hỗ trợ cho Khánh Hòa trong tiết mục này, rất là ấn tượng, cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi mời các bạn đứng cạnh Khánh Hòa tí xíu, tại vì vì đầu tư rất là công phu cho tiết mục này, để nói rõ hơn cho ban giám khảo cũng như tất cả quý vị khán giả hiểu, đây chính là một trong những phần hát live của cố danh ca Thái Thanh. Bước ra là tôi mê cái này rồi, tại vì tôi xem cái tiết mục này rồi, một cái clip rất là nổi tiếng của cô Thái Thanh. Nghe cái bài này là người ta phải bấm cái clip này thôi. Mặc cái bộ đồ cũng rất là giống anh Duy Quang. Anh Duy Quang là con của chú Phạm Duy. Dạ. Và có cả cô Ái Vân nữa. Dạ. Yeah. Một tràng vỗ tay cho người dàn dựng. Rất là kỷ niệm. Khoái nhất là mấy cái mái tóc nha. Chính xác luôn. Làm tóc có duyên quá. Khoái nhất là mấy cái mái tóc á. Mái tóc này là được biên đạo Khoa Nguyễn kỳ công, gọi là đi sưu tầm tuyển chọn để làm thật giống. Những cái áo dài còn phải cắt làm sao đó với cầu vai để cho giống nhất so với thời xưa. Xin cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Dạ, sẵn tiện đang rất là kỷ niệm rồi, mời anh Thành chia sẻ với cái tiết mục trình diễn ngày hôm nay của Khánh Hòa luôn ạ. Hôm nay là bạn mang đến một tiết mục rất là cảm xúc với Thành. Nói gì nói, đây mới giống một tiết mục dự thi nè. Thi là phải cỡ này mới là thi nha. Đấy, ít ra là tôi thấy cái bạn nữ này là bạn ấy có một cái cảm giác là muốn hát để cho người ta nghe. Bạn cho người ta cái cảm giác là tôi muốn hát cho quý vị nghe, chứ không phải lên rồi ca ai muốn nghe nghe, đúng không? Cái đó là cái cảm giác rất quan trọng. Bạn cũng có nghiên cứu, bạn cũng có nghe những lời mà Thành góp ý lần trước. Tôi thấy bạn có cải thiện, có rất nhiều. Có vài đoạn bạn hát cũng khá là giống. Nhưng mà khen rồi thì bây giờ cũng phải cho bạn thêm những cái đóng góp, để lần sau nếu bạn có vào vòng trong thì bạn sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ bạn là một thí sinh có tiềm năng, nhưng không khéo á, bạn mà không nghiên cứu kỹ á, thì bạn sẽ không tiến bộ. Là bởi vì Thành thấy bạn có vài cái khuyết điểm về cả hát của chính bạn luôn á. Có nghĩa là nếu mai mốt bạn đi hát mà bạn không để ý những cái đó, nó sẽ là khuyết điểm của bạn khi đi ca hát. Thành chỉ chia sẻ thôi ha, những gì mà Thành nghe, Thành cảm nhận được thôi. Cô Thái Thanh cổ hát, cái giọng cổ là giọng kim, giọng ốc, nhưng mà cổ hát phát âm rất tròn vành rõ chữ. Cổ sẽ ngân bằng nguyên âm, nhưng sau khi ngân bằng nguyên âm xong thì cổ sẽ đóng lại bằng phụ âm cuối. Thành để ý bạn hơi quên để ý đóng âm. Những cái âm đóng á, bạn hát bạn không có khép miệng lại, cho nên nó không hết cái chữ. Bạn là ai, ai. Còn nếu như cái chữ ai á, bạn muốn nó hay á, bạn phải là ai về ai. Khẩu hình nó phải tròn trước, sau đó nó mới đóng cái chữ y lại. Bạn hiểu tôi nói không? Là ai về có nhớ, nhớ. Chứ không phải là nhớ, 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 mà là nhớ. Thì nó có cái khoang, có cái khoang miệng thì cái chữ ơ bạn mới tròn được. Bớt đẩy lên đây. Bạn đang đẩy lên đây nhiều quá. Thái Thành là giống như là nó hơi bị stress á.
ai ai nó nằm trên đâu trên đây không à nè. Mình nghe lại cô Thái Thanh ấy, cổ vẫn có cái giọng ở bên trong nha. Dạ. Cái là ai, nó vẫn nghe chữ ai đàng hoàng nhưng mà cổ đại ra thôi. Cái cảm giác nó sẽ hay hơn nhiều. Dạ, xin được cảm ơn giáo khảo Trấn Thành. Cảm ơn anh Trấn Thành. Góp ý thêm cho bạn tốt hơn thôi. Chị Minh Tuyết thì sao ạ? Hồi nãy giờ về nói về hát rồi, vậy mình không nói về hát nữa. Mình đã đi vô tới vòng này, mình cần cái gì? Mình cần một cái sự thu hút, cần cả giọng hát lẫn cách trình diễn để thu hút khán giả. Và đó là tố chất thành công của một ngôi sao. Thì mình thấy ở bạn có cái điều đó. Trong bài hát này, bạn làm rất tốt. Xem cái clip của Thái Thanh ấy, cô không cười tươi nhưng mà cái miệng của cổ hát lúc nào cũng như đang nhoẻn miệng cười. Và bạn đã làm được cái điều đó. Trong cái cử chỉ bạn đưa ra, bạn diễn tả, có ánh mắt của bạn đi theo rất có hồn, khoan thai lắm, rất là khoan thai. Cái tinh thần như cô Thái Thanh, bạn có được cái điều đó, chúc mừng bạn. Xin được cảm ơn chị Tuyết. Nếu mà mình nhớ không lầm thì những cái vòng trước là cô này cũng thể hiện cái tình yêu của quá nhiều dành cho cô Thái Thanh rồi đúng không ạ? Thì chị có nói đó, có nghĩa là khi bạn bắt chước một thần tượng, bạn thuộc cả, mình gọi nó nôm na đường đi lối về đấy, mình thuộc rồi, chứ không phải là khi mình bước ra sân khấu mình phải suy nghĩ là à lúc đó cái thần tượng mình họ làm cái gì. Trong lúc mình suy nghĩ là mình đã chậm hết một nhịp rồi, nó đã phải ăn sâu vô trong mình. Chiến thắng được ca sĩ thần tượng thì cái thần tượng đó phải ăn sâu vào trong mình. Cái cách đi đứng nói chuyện làm được điều đó là bởi vì bạn quá yêu thần tượng của mình. Đúng, cái yêu á, cái yêu mới là quan trọng. Xin được cảm ơn chị Minh Tuyết. Xin được mời giám khảo Hoa Nhật Nam. Nói về những cái ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy một chút thì đây là một cái bản nằm trong chuỗi những cái bài hát viết về chủ đề về quê hương và nó mang những cái sắc màu dân gian và âm hưởng dân ca rất là dễ thương. Theo như ông gọi là những cái bài dân ca mới đó. Những cái bài này thì đối với riêng Nam thì nó có rất nhiều kỷ niệm, bởi vì hồi nhỏ là mẹ Nam rất là thích cô Thái Thanh và có một cái vinh dự đó là mẹ Nam hồi còn cái thuở mà đi học ở trường ở Huế, Đại học Sư phạm Huế, nằm trong cái dàn hợp xướng mà do nhạc sĩ Phạm Duy gom các cái học trò, các cái sinh viên lại rồi sau đó là chỉ đạo rồi hướng dẫn hát các cái bài trường ca. Mẹ của Hoàng Nhật Nam cũng là người được góp mặt trong cái dàn đồng ca đó. Cho nên là nghe những bài này á, là nhạc vừa vang lên rồi cái giọng ca của cô vang lên rất là thấy thân thương. Và đối với Khánh Hòa hôm nay á, mặc một cái chiếc áo nhuốm màu thời gian. Bình thường anh biết rằng là Khánh Hòa cũng là một cái người có cái năng lượng bên trong nhiều lắm, có cái gì đó cũng hơi nhí nhảnh, có hơi tinh nghịch và cũng hóm hỉnh nữa. Cho nên là những cái vòng đầu thì năng lượng của Khánh Hòa tỏa ra hơi bị nhiều. Nhưng mà trong cái tiết mục ngày hôm nay với cái chiếc áo xưa như thế này, có một cái gì đó hát về quê hương nó cũng có cái sự tự hào, một cái hoài niệm, nỗi nhớ về quê hương rất là da diết. Trong đó cũng có sự hào sảng, có những cái đoạn điệp khúc rất là hân hoan. Những cái tình cảm đó nó được phân bổ trong bài hát, nó cũng đều đặn. Và đặc biệt là ánh mắt khác với Khánh Hòa đời thường. Ánh mắt liêu trai, ánh mắt mà cô Thái Thanh hay là cô Ý Lan á, là lên sân khấu rất thường dùng ánh mắt đó để kể những cái câu chuyện. Thì anh cũng chúc là Khánh Hòa sẽ thành công hơn nữa với cái việc hóa thân này và đem đến nhiều cái cung bậc cảm xúc hơn cho khán giả. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin được cảm ơn giám khảo Hoa Nhật Nam. Hy vọng rằng là sẽ có ba cái hộp màu xanh lá cây xuất hiện trong phần bình chọn này. Hay là bây giờ mình muốn dơ cùng lúc không ạ? Để cho coi thử là các anh chị có giống nhau hay không. Tôi đề nghị là MC có được nói trước. Đây là cái cách mà MC muốn nó được diễn ra, Tuyết hiểu không? Dạ. Hướng được. Không, MC không được quyền hướng giám khảo đi. Ủa, làm sao biết tụi dơ ba cái màu xanh mà làm gì mà hướng? Vậy thôi lỗi em, dạ. Không cho MC được toại nguyện. 1, 2, 3. Trời ơi. Ủa, thay đổi. Dạ, vỗ tay. Về một câu chuyện tại phi trường, tái hiện lại một chiếc MV của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Đó là MV nào? Mời quý vị dự đoán nhé. Minh Xuân sẽ được kể cái câu chuyện tình tại phi trường ngày hôm nay, mở đầu của chiếc MV này. Thanh và Hà chỉ mới yêu nhau được hơn một năm. Họ đến với nhau cũng thật tình cờ, ngỡ như chỉ là một tình huống vui đùa. Vậy mà họ đã yêu nhau thật đấy. Cho đến ngày hôm nay, tại phi trường, chỉ còn một vài phút nữa là phi cơ sẽ đưa Hà lên tầng mây cao. Thế là mối tình của họ có thể sẽ phải kết thúc từ đây. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng nên mừng cho họ khi họ chia tay trong hạnh phúc và vẫn giữ được những kỷ niệm đẹp của hơn một năm qua. Tại phi trường thì tất cả quý vị cũng đã biết rồi, chắc chắn sẽ có người ở lại và người sẽ ra đi. Và ai sẽ là người ra đi? Một lần nữa chúng tôi xin thông báo, hành khách Bùi Quốc Minh
tức Minh Phủ nhanh chóng đến cửa số 3 làm thủ tục check-in. Dạ. Chỉ ít phút nữa thôi, nếu quý khách không có mặt tại cửa số 3, vui lòng đến cửa sau để tiến hành mua vé xe đò à. Dạ vâng, đó là em. Dạ em sẽ là người ra đi. Kính thưa tất cả quý vị, mời quý vị đến với tiết mục tối ngày hôm nay. Dạ em đi. Trời ơi. Yêu nhau đi để rồi mãi chia ly, rồi lại trong cơn đau còn có nhau. Nước mắt lăng đồng vành môi em thơ ngây, tóc em bay ướt đôi vai gầy. Chơi vơi trong từng nụ hôn cho nhau, rồi còn trong bao lâu rồi mất nhau. Tiếc nhớ mây ngọt ngào hương ra quen, chứ còn xưa giờ còn đâu. Đường bay mịt mùng chân mây, người đã ra đi bỏ một người ở lại. Đường bay nghìn trùng xa nhau, giờ chỉ còn lại niềm đau. Lòng trống vắng nghe tình say, người đã khuất theo làn mây. Ngày ta vui pha bằng thêm lá rồi, ngày mai quên đi cuộc tình bằng giá tình xa. Yêu nhau đi để rồi mãi chia ly, dù là trong cơn đau còn có nhau. Nước mắt lăng đồng vành môi em thơ ngây, tóc em bay ướt đôi vai gầy. Chơi vơi trong từng nụ hôn cho nhau, rồi còn trong bao lâu rồi mất nhau. Tiếc nhớ mây ngọt ngào hương ra quên, chứ còn xưa giờ còn đâu. Đường bay mịt mùng chân mây, người đã ra đi bỏ một người ở lại. Đường bay nghìn trùng xa nhau, giờ chỉ còn lại niềm đau. Lòng trống vắng nghe tình say, người đã khuất theo làn mây. Ngày ta vui pha bằng thêm lá rồi, ngày mai quên đi cuộc tình bằng giá tình xa. Yêu nhau đi để rồi mãi chia ly, dù là trong cơn đau còn có nhau. Nước mắt lăng đồng vành môi em thơ ngây, tóc em bay ướt đôi vai gầy. Chơi vơi trong từng nụ hôn cho nhau, dù còn trong bao lâu rồi mất nhau. Tiếc nhớ mây ngọt ngào hương ra quên, chứ còn xưa giờ còn đâu. Tiếc nhớ mây ngọt ngào hương ra quên, chứ còn xưa giờ còn đâu. Và đó chính là Nhật Quân. Không biết là cảm nhận của chị Minh Tuyết như thế nào, em thấy chị cười rất là tươi ạ. Xin mời chị. Nụ cười tươi này là thích vì giọng hát nè, hay là thấy là phần trình diễn về ngoại hình ngày hôm nay của anh này cũng rất là chỉnh chu ạ? Chào em. Dạ em chào chị ạ. Có rung không? Em hơi rung ạ. Chắc là tại vì người đầu tiên đúng không? Dạ. Nếu mà đã nói là vô tới dòng này á, thì các bạn đã có cái chất giọng hay là cái cách hát giống anh Ân Hoàng Phúc rồi. Không biết những giám khảo khác thì sao, nhưng với riêng Tuyết thì Tuyết đòi hỏi cái sự tinh tế cao hơn. Nhưng mà ngày hôm nay thì chị thấy em chưa có đạt được cái sự tinh tế xử lý trong bài hát của Ân Hoàng Phúc.
cũng như là cái phong cách biểu diễn, cảm thấy là chưa có tự tin lắm, nhưng mà em hoàn thành không có bể hay vỡ hay là ra khỏi ngoài phút. Em cảm ơn chị. Dạ, xin được cảm ơn chị Minh Tuyết rất là nhiều. Hôm nay cũng rất là chỉnh chu đầu tư nè, về ngoại hình nữa, rồi cách trình diễn nữa. Không biết giám khảo Trấn Thành thì sao ạ? Anh có gợi nhớ lại ký ức gì hay không với kỷ niệm bỏ quên lần này? Tôi thấy cái phần trình diễn này hôm nay của bạn thực ra rất là tốt, nó nghiêm túc. Cái voice của bạn thật sự rất là giống anh Phúc. Và bạn hát rất là chắc chắn. Cái cách bạn hát, bạn làm thì tôi không có lo lắng cho bạn. Nói chung là bạn hát dư xăng cái bài này. Vị trí âm thanh bạn đặt thiệt là tốt luôn á. Nó vang thiệt là vang luôn. Nó chỉ có một cái vấn đề mà tại sao giám khảo Minh Tuyết bảo rằng nó chưa có bùng nổ là bởi vì cái năng lượng bạn không có. Nó chỉ vậy thôi. Tất cả mọi thứ nó đang rất là thuận lợi cho bạn. Trang bị quần áo cũng giống Uông Văn Phúc. Vô cái dòng này có muốn đậu không? Dạ có. Đó thì phải tận dụng từng giây phút lên sân khấu. Nó không có bùng nổ á Thành. Bạn phải muốn hát cho người ta nghe. Bạn đã lên sân khấu là bạn phải biểu diễn nè, diễn đạt nè, năng lượng lên. Chứ còn nhắm con mắt hát mà cứ mắc cỡ cúi cúi cái đầu xuống, vậy đâu có gọi là thi. Hiểu Thành nói không? Bạn phải tự tin là bạn có một giọng hát đang rất là giống thần tượng của bạn. Mình phải tin mình làm được. Mình hát, mình muốn người ta nhìn mình, mình phải có cái cảm giác đó thì bạn thi mới thành công. Cảm ơn anh. Thành nói tới đó thì cho Tuyết bổ sung thêm cái này. Cái dòng này là dòng để làm cái gì? Bùng nổ lên, có nghĩa là mình chăm chút hơn và mình có chiều sâu hơn của thần tượng của mình. Thì có một cái mà mình thấy rất là nhiều bạn bị bắt chước hình thể nhưng nó không có chiều sâu. Ví dụ như bạn cũng đưa tay lên rồi bạn cũng ôm đầu, nhưng mà lúc đó ảnh đưa thì tôi đưa, ảnh ôm đầu thì tôi ôm đầu, chứ không phải là đưa lên một cách có ý nghĩa. Có ý nghĩa, tôi ngước nhìn trời cao, tôi đau khổ. Với là thêm một điều nữa, các bạn không bao giờ dám nhìn thẳng giám khảo hay khán giả. Cảm ơn chị Tuyết. Ví dụ về mặt điểm nhìn đó là đâu cho xa, đó là cô Minh Tuyết mà tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần qua các mùa. Tôi nói vui là một cái ánh mắt mà nhìn vỡ ống kính camera đó. Những cái bài rất là trữ tình hoặc là dằn xé trong những cái nỗi đau tình yêu đó, những ánh mắt đó có tính sát thương rất là cao. Sát thương rất là cao. Minh Tuyết mà nhìn máy ống kính là phải nhìn như nè. Trời ơi. Đó nhìn cỡ đó. Em ơi, nhìn bạn cameraman buông máy luôn, không quay nữa. Nhìn cỡ đó. Về cái phần dàn dựng này á, như chúng ta thấy có những cái lời tựa để kể cái câu chuyện ban đầu giữa nhân vật Thanh và Hà đó. Cái nhân vật gọi là một bóng hồng trong MV này đó là Tăng Thanh Hà. Cái điều đặc biệt đó là các cái mỹ nhân xuất hiện trong những MV của Ân Quận Phúc của những cái năm đó thì hầu như là anh chàng cũng như ekip của mình rất là chịu chơi. Có nghĩa là từ Ngọc Nữ Tăng Thanh Hà cho đến siêu mẫu Xuân Lan, Bằng Lăng hoặc là Dương Yến Ngọc, tức là tất cả những diễn viên người mẫu có name rất là lớn thời bây giờ thì đều tham gia vào những MV này, cũng tạo nên những cái cộng hưởng rất là lớn. Hôm nay thì cũng tái hiện một chút xíu trên sân khấu cho vui để tạo chất xúc tác để dẫn vào câu chuyện cho Nhật Quân. Cái sự dẫn dắt anh nghĩ là cũng ngọt ngào và cũng có cái sự hóm hỉnh với cái phần góp sức của MC Minh Xù. Thiên thời địa lợi nhân hòa với mọi thứ là đều có hết rồi. Mà đúng như các giám khảo khác nói, em còn thiếu một cái năng lượng thôi. Chứ còn cái sự chỉnh chu trong tiết mục này là có. Sự nghiêm túc của em đối với tiết mục là có. Biểu hiện qua cái việc đó là em học những cái động tác, những cái cử chỉ điều bộ của anh Đăng Hoàng Phúc. Đi qua đi lại hay là những cái nhún chân hoặc đưa tay. Và đặc biệt là cái kết cuối á, đảm bảo chắc chắn là em đã học trong cái live show của ảnh cách đây cũng một thời gian ngắn thôi, đúng không? Live show của ảnh, ảnh hát bài này và ảnh nghe nhạc xong thì ảnh đứng lại và ảnh đưa tay giang ra. Đó thì đó có một cái sự nghiên cứu từ MV cho đến phiên bản live sân khấu ở thời điểm hiện tại. Dĩ nhiên là ở thời điểm hiện tại thì anh Hoàng Phúc ảnh đã chuẩn hơn rồi, cho nên là ảnh không còn nhiều không những... còn bung nữa. không có nhiều cái sự bung hoặc là cào cấu hay là dằn xé hoặc là mang tính biểu diễn. Thời trẻ ai cũng có xu hướng đó. Cào. Vâng. Đó. Tuyết cũng đã cào và bây giờ Tuyết không cào nữa. Anh vẫn nghĩ rằng là Nhật Quân nếu thêm một chút cố gắng hơn và chỉnh chu hơn nữa thì nó sẽ tạo nên cái sự thành công hơn cho tác phẩm. Tuy nhiên anh vẫn đánh giá tiết mục này chào sân mở màn trong đêm nay là một tiết mục khá là ổn và chúc mừng em. Dạ. Cảm ơn anh chị. Vỗ tay ạ. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho ban giám khảo, chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình là sử dụng viên kim cương màu xanh hay là màu đỏ dành cho Nhật Quân ạ. Trong 7 tiết mục dự thi thì sẽ có 3 lần mà cả 3 vị giám khảo
được lựa chọn viên kim cương màu xanh của mình mà thôi. Cho nên là cũng phải đắn đo vậy lắm. Chị Minh Tuyết thì đang thảo luận cùng với đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Chà hơi khó nha, tại vì bài này là bài đầu tiên. Bạn ơi. Dạ thưa anh, em nghe ạ. Bạn có muốn thắng cuộc thi này không? Dạ thưa anh, là em rất muốn. Quyết tâm của bạn là đến bao nhiêu? Dạ thưa anh, là hiện tại bây giờ là 100% ạ. Bạn nghĩ là vào vòng trong bạn có làm được cái gì đó cho tôi coi không? Chắc chắn sẽ làm được ạ. Tôi cần bạn không an toàn. Tôi cần bạn làm một cái gì đó nó hơi bùng phá một chút. Nhưng đó là những cái chất xúc tác mà những cái show truyền hình người ta rất cần từ một thí sinh. Một cái sự mà quên bản thân mình ấy, hiểu không? Dạ em hiểu. Bằng một viên kim cương đầu tiên. Dạ cảm ơn anh. Xin mời giám khảo Minh Tuyết. Có lẽ là bạn là người đầu tiên bước ra, bạn hơi run. Trong tiết mục này bạn chưa có một cái sự thu hút với Tuyết, cho nên mình sẽ ủng hộ bạn. Và bạn đừng làm mình thất vọng nhé. Cảm ơn chị, cảm ơn nhiều. Màu xanh thứ hai. Cảm ơn chị Minh Tuyết. Xin mời giám khảo Hoàng Nhật Nam. Anh là người quyết định bạn này có hiển nhiên bước vào vòng trong hay không. Xin mời anh. Nhật Quân thì có cái sự cố gắng trong những cái vòng vừa qua cũng như là trong đêm hôm nay. Tuy nhiên là cái tiết mục đầu tiên thì cũng chưa gọi là đông đầy lắm. Đó. Cho nên anh nghĩ là nên... nên cho bạn một sự khích lệ. Cảm ơn anh. Chúc mừng Nhật Quân. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn ạ. Kính thưa quý vị, ban giám khảo đã có 3 viên kim cương màu xanh dành cho bạn. Hiển nhiên bạn sẽ bước vào vòng đêm thi tiếp theo. Bây giờ thở vào nhẹ nhõm nhá. Bạn muốn nói gì với ban giám khảo hay không? Có hứa gì không để chúng ta sẽ chờ đợi bạn nhiều hơn? Chắc chắn trong vòng tiếp theo em sẽ làm hết sức hơn, trên 100% sức lực của mình. Xin hứa với tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là ba vị ban giám khảo, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Một tràng tay chúc mừng cho Nhật Quân. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau chào đón sự xuất hiện của thí sinh Châu Văn Tuấn với phần hóa thân thành ca sĩ Trường Vũ. Và bài hát mà chúng ta sẽ được lắng nghe ngày hôm nay đó chính là Cõi Nhớ. Xin mời tất cả quý vị. Ngày đó lâu rồi hai đứa mình yêu nhau, mong ước dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu. Đuôi ong bắn bướm bên góc cạnh cầu ao, tình yêu lặng sâu đã đi vào cõi nhớ. Thuở ấy chúng mình hãy ngắm nhìn trăng lên, sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình. Lời ru bên nương ai hát điệu hò khoang, tình ơi dở dang như lỡ một cung đàn. Chuyện xưa quá rồi, chuyện xưa quá rồi, còn in trong đời. Bây giờ cũng thế thôi, mình ta lẽ loi duyên kiếp và cuộc đời. Ai thấu được lòng người, tìm quên để vui. Người ơi, người ơi, ngày đó xa rồi nay chỉ là mơ thôi, đừng nhắc làm chi đau nhói tim một người. Đành ôm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhoi, tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài.
Chuyện xưa qua rồi, chuyện xưa qua rồi, còn in trong đời. Bây giờ cũng thế thôi, mình ta lẽ loi xuyên kiếm và cuộc đời. Hãy thấu được lòng người, tìm quên để vui. Người ơi, người ơi, ngày đó xa rồi, nay chỉ là mơ thôi. Đừng nhắc làm chi đau nhói tim mọi người. Đành ôm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhoi. Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Đành ôm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhoi. Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Người đó chính là Châu Văn Tuấn ạ. Chúc mừng bạn. Dạ cười cái cho em vui. Rồi cười là được rồi. Nãy nhập tâm quá, đau khổ quá đúng không ạ? Giống như anh Trường Vũ. Bạn diễn xong bạn thấy như sao? Dạ em rất là hồi hộp ạ. Hồi hộp hả? Hôm nay là tự tin bao nhiêu phần trăm nè? Dạ em tự tin 50%. 50% tại sao vậy? Cũng hồi hộp cho nên em tự tin 50%. Là bây giờ đứng cái dáng này luôn hả? Cũng khom khom vậy luôn hả? Dạ chắc có lẽ là quen. Quen rồi ạ. Dạ xin mời đạo diễn Hoa Nhật Nam. Với tiết mục này thì anh nghĩ như thế nào ạ? Xin mời anh. Anh có cảm tình Châu Văn Tuấn ở cái tiết mục song ca cùng với thí sinh đóng vai Như Quỳnh. Cái đó là một cái tiết mục song ca anh thấy rất là dễ thương và cực kỳ là giống. Bọn mình giờ răng trắng đôi tay vợn tình hạnh phúc ở tương lai. Không bao giờ tình nhạt phai. Bọn mình giờ răng trắng đôi tay vợn tình hạnh phúc ở tương lai. Hôm nay thì anh trông đợi tiết mục Cõi Nhớ của em sẽ xuất hiện trở lại với một cái phong độ dữ dội hơn khi một mình một cõi như thế này. Tuy nhiên thì anh cảm nhận là cái năng lượng về mặt cảm xúc á, thực sự là nó chưa lên đến một cái ngưỡng cao đối với riêng anh. Mặc dù thì hôm nay em được hóa trang này, rồi mặc áo vest rộng thùng thình, rất là giống. Rồi từng bước đi của em lững thững cũng rất giống. Em cũng chú ý những cái điệu bộ động tác như là những cái ôm vào ngực hoặc là đau bụng của anh Trường Vũ đó, rồi những cái đưa tay vân vân. Tuy nhiên là anh nghĩ là em cũng rơi vô tình trạng như là bạn Nhật Quân ở đầu á, thiếu một cái nguồn năng lượng hay là thiếu một cái chiêu cuối cùng để mà tung đòn quyết định hạ gục trái tim khán giả. Điều đó sẽ được lý giải về mặt cảm xúc hay là về mặt kỹ thuật hay là thanh nhạc bởi cô Minh Tuyết hay là giám khảo Trấn Thành. Nhưng mà anh nghĩ là với một cái ca khúc về thất tình hay là ca khúc về chủ đề nghèo của anh Trường Vũ thì em cũng đã mang đến cho mọi người một cái sự cảm hoài, một cái nỗi buồn, thì em đã chuyển tải được điều đó. Anh cũng muốn góp ý thêm một chút là anh Trường Vũ anh cũng hay có những cái nhìn xuống á, giống như những cái nhìn xuống nó mang tính chất u hoài. Đôi khi ảnh nhìn xuống trong một cái đoạn nhạc dạo đi, để trong một cái lần bước qua thì ánh mắt ảnh nhìn bâng quơ và sau đó nhìn xuống, thực sự nó tạo cho người ta một cái sự se lòng lại. Hôm nay anh xem và anh vẫn chưa thấy được cái cảm giác se sắt lòng đó. Rất mong là em sẽ cố gắng hơn để thể hiện những cái sự tinh tế nho nhỏ như vậy của anh Trường Vũ. Dạ, xin được cảm ơn giám khảo Hòa Nhật Nam. Xin được mời giám khảo Trấn Thành ạ. Bạn ơi, bạn ăn gì chưa? Dạ, em ăn rồi ạ. Trước khi ra sân khấu bạn ăn gì? Dạ, em ăn cơm ạ. Cơm hả? Ừ, chắc có lẽ hơi đầy hơi á, ở hơi nhiều. Ừ, anh Trường Vũ hát không có ở dữ vậy bạn nhé. Có nghĩa là mình hát thì mình bắt chước thần tượng của mình, thì cái đó là cái điều hay. Nhưng mà cái gì nó cũng phải tiết chế thôi. Tại vì hôm nay bạn hơi lạm dụng cái phần ở. Cho nên ngày ấy lâu rồi, chúng mình chia đôi mộ dài lâu. Có nghĩa là mình thấy chữ nào bạn cũng làm cái đó, thì vô hình chung cái bài hát nó không còn hay nữa. Bạn hiểu Thành nói không? Dạ. Bạn để ý đi, anh Vũ anh ở đúng chỗ đúng lúc. Anh không có ở tầm bậy bạ.
Tại vì một cái bài mà bạn tưởng tượng chữ nào bạn cũng bóp nó như vậy thì người ta đâu còn nghe được cái lời nữa đâu. Hiểu Thành Thành nói không? Bạn phải để ý cái chữ nào nó nên được bóp méo để nó tạo thành dấu ấn và chữ nào không, hát to rõ ra nha. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là hôm nay bạn mới vô, bạn ra bạn hơi sung, cho nên bạn đẩy cái âm thanh ra nó mạnh quá, nó bị vang và sáng quá. Cái âm thanh của anh Vũ á, nó hơi trầm ấm lại một tí. Cái đoạn sau bạn hát rất tốt, bạn bắt đầu mềm mại lại, bạn hát ấm hơn. Cái đoạn đầu bạn hát rất là vang và sáng và nó hầu như là nó không có cái cảm giác của anh Vũ. Và đừng đứng yên một chỗ. Anh Vũ đôi khi anh đứng thì tôi biết là anh có đứng, nhưng mà thiên về diễn xuất thì mình nên, đúng không? Trong những lúc mà giặt dạo bạn có thể đi, anh Vũ anh cũng đi mà. Đó, đúng không? Mà bạn đi vậy thôi. Bữa đi tìm kim cương được. Đi tìm vậy đó, tìm kim cương màu xanh. Ừ, đó, đi, hết nhạc. Ngày ấy lâu rồi, hai đứa nguyện trăng. Đúng không? Anh Vũ anh lâu lâu anh cũng vậy mà. Chứ anh đâu có đứng yên chỗ ca buồn ngủ không chết, đúng không? Thành thử ra phải để ý. Lại dướng vô là giống lần trước nữa, là chỉ hát thôi, không có diễn xuất gì hết. Vô dòng này là phải diễn, không diễn là viên kim cương sẽ đậm dần. Xin được cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Còn chị Minh Tuyết ạ, xin mời chị. Các bạn cứ sợ sệt cái gì đó. Tại sao mà hỏi bạn là bạn cảm thấy bạn diễn như thế nào? Bạn nói bạn mới diễn có 50% mà. Bạn cảm nhận 50% thì ngồi dưới đây người ta cảm nhận bao nhiêu phần trăm? Đó. Mình phải thật sự 100% thì ở dưới đây người ta cũng còn cảm nhận được 80%. Cái đó là bởi vì cái sự chuẩn bị của các bạn chưa có kỹ và bạn chưa có thấm nhuần cái bài đó trong bạn, hay là thấm nhuần cái cách hát hay là cái phong thái của anh Vũ. Cho nên bạn sẽ vừa hát mà vừa phải phân tâm để suy nghĩ mình phải làm cái gì, mình phải nhấn nhá chỗ nào. Thì cũng giống như Thành nói về cái hát ngày hôm nay của bạn. Thành nói là bạn đẩy hơi ra mạnh quá, nghe không có giống. Nhưng mà thật sự Tuyết nghĩ anh Vũ á, tuy rằng ảnh hát, ảnh Thành hay dùng cái từ là nhiều đó. Sao? Nhưng anh Vũ hát rất rõ chữ. Ví dụ như là cái chữ hồi nãy Tuyết nói chữ dài, chữ dài đi ha. Đêm dài, yeah. Thì vẫn là chữ dài. Chứ không còn bạn hát ở phần ngoài không à. Đêm dài, ngày ấy lâu rồi. Cái này nó nằm ở phần ngoài không à. Hiểu ý của Tuyết. Cái chữ nó không có tròn vành rõ chữ. Đây là dạng âm thanh 2D và 3D đúng không? Bạn hiểu cái kia đó không? Âm thanh 2D nha. Ví dụ như là ngày ấy lâu rồi nó ra ngoài này không? Nhưng mà âm thanh 3D nó có cái hơi dưới bụng mà. Ngày ấy lâu rồi. Bây giờ mình quyết định là chữ gì không. Đi để tôi nói. Giám đốc âm nhạc có nói rằng là gần. Gần hả? Gần giọng. À gần đi, chữ gần. Đó ví dụ tuy rằng ảnh gần đi. Ngày ấy gì nhưng mà chữ vẫn là chữ ngày nha. Chứ không có, nó không có ra cái chữ ngày ấy, nó có nằm ở ngoài được không? Thì hôm nay bạn bị cái đó nhiều hơn những vòng trước, cho nên nghe không có giống anh Vũ nhiều như những vòng trước. Và bạn làm quá nhiều trong mỗi chữ, bạn phải để ý lại cái đó. Ví dụ có những ca sĩ á, hát á, bạn không nghe rõ cái lời, nhưng anh Vũ hát bạn vẫn nghe rất rõ cái lời. Mặc dù anh Vũ gằn nhiều ở trong mỗi cái câu, thì ngày hôm nay bạn bị cái vấn đề đó. Cái cách hát của bạn hình như là cái khẩu hình bạn nó bị cố tình gằn á, cho giống anh Vũ á, nên nó ém nhiều quá. Cho nên đó là lý do Thành không nghe mấy câu đầu giống như Tuyết không nghe ra giống anh Vũ. Điều thứ hai, phải bỏ cái hồn của mình vào nhiều một tí. Vô tới vòng này rồi, rất cần cái điều đó. Chứ nó không giống như là mình đã hát karaoke. Khi vô tới đây là vòng trong rồi, nó phải có chiều sâu. Nhưng mà mình khen cái là bạn cũng có nghiên cứu anh Vũ, là bạn nhíu nhíu mày. Bạn có nhíu nhíu mày, bạn có đưa tay, bạn có này nọ. Cái đó là điểm cộng cho bạn. Có đau bụng nữa. À có đau bụng nữa. Nhiều khi là cái nhíu mày đó chỉ là buồn ngủ hay sao? Đang ca đứng lâu. Anh Vũ nay là ngày ấy đâu rồi. Anh hay nhíu nhíu cái mày như vậy. Phải cố gắng thêm nữa nha. À với một cái chi tiết này anh dặn riêng em với các thí sinh khác. Đối với cái tiết mục mà sôi nổi thì mình không sao hết. Nhưng mà đối với những tiết mục mà tiết tấu mà nó đang nhẹ nhàng và nó đang kể chuyện tự sự đó, thì mình đừng bị giật mình bởi tiếng la ré hoặc là vỗ tay lớn của khán giả. Bởi vì lúc nãy khán giả vỗ tay lên cho em, cái ánh mắt của em đang thả hồn, thì em bị giật mình em nhìn sang bên này. Thì tự nhiên lúc đó mình không còn trong cái câu chuyện đó nữa.
Giám khảo khó quá, giật mình cũng không cho. Soi kỹ dễ sợ luôn. Soi thiệt á. Không mà cái đó đúng mà. Mình biết là khán giả đang hò reo cho mình, nhưng mà lúc đó vẫn đang buồn thì vẫn phải buồn. Lúc đó đang sướng mà. Chứ gì nữa, đây nè. Ngày ấy lắm. Nói chung phải bình tĩnh đúng không? Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều với lời góp ý này. Và bây giờ sẽ là quyết định của ban giám khảo. Sẽ là viên kim cương màu xanh hay là màu đỏ dành cho Châu Văn Tuấn? Hồi nãy anh Hoàng Nhật Nam là cuối rồi, bây giờ anh đi đầu đi ạ. Anh nghĩ là sẽ... chờ. Sẽ chờ. Cảm ơn anh. Xin được mời giám khảo Minh Tuyết ạ. Chị nghĩ là chị cũng muốn chờ. Cũng sẽ chờ luôn. Và cuối cùng giám khảo Trấn Thành. Nói gì nói chứ khích lệ bạn thôi, tại vì hai cái chờ thì kiểu gì bạn cũng phải chờ thôi. Dạ, một ra hố tay. Dù gì đi chăng nữa thì bạn cũng là một thí sinh rất là ấn tượng. Hãy chờ đợi xem sau 7 phần dự thi chúng ta có may mắn hay không nhé. Một lần nữa một ra hố tay cho Châu Văn Tuấn. Quý vị thân mến, nếu như quý vị vẫn còn nhớ thí sinh Khánh Hòa thì cô gái này thể hiện tình yêu của mình rất là nhiều dành cho cố danh ca Thái Thanh và chắc chắn đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ ban giám khảo. Cô ấy mới có cơ hội bước vào vòng tiếp theo, vòng tranh đấu. Và ngày hôm nay Khánh Hòa sẽ xuất hiện với phần hóa thân một lần nữa, cố danh ca Thái Thanh với ca khúc Tình Hoài Hương. Xin mời tất cả quý vị cùng nhau lắng nghe. Ca sĩ thần tượng đã diễn ra vô cùng kịch tính. Những nỗ lực của các thí sinh chứng minh tài năng của mình như thế nào? Tôi đi lang thang lần trong bóng tối buốt giá, về đâu khi đã mất em rồi? Tay chân rồi đó, sống rồi. Em đi về đâu rồi, người kia đi về đâu rồi? Bớt năng lượng đi, tiết chế cảm xúc đó. Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa. Hát được như bạn này nha, đã là một cái gì đó đáng nể rồi. Em đang mềm mại dưới góc độ tâm hồn. Chết, cái kết này tôi chưa nghĩ ra. Nói cho hay nha, chứ không là chúng tôi ập vô đạo diễn. Không muốn nói nữa, hay như vậy rồi còn cái gì để nói nữa. Hoàn hảo. Phần trả lời vừa rồi là em được cộng thêm điểm ứng xử đó. Ngay bây giờ hãy đến với sân khấu ca sĩ thần tượng để bắt đầu đêm thi cùng MC Minh Xù. Chào, Minh Xù xin hân chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với chương trình Ca sĩ thần tượng mùa thứ tư. Quý vị thân mến, đúng khung giờ quen thuộc đó chính là 21 giờ ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 thì chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau, gặp gỡ tất cả những bạn thí sinh có cái niềm đam mê của mình đối với âm nhạc, đặc biệt là đối với nghệ sĩ thần tượng. Và chúng tôi sẽ phát sóng lại vào lúc 13 giờ trưa ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình do Đài Phát thanh truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sang Vàng thực hiện. Quý vị thân mến, đây là một sân chơi đầy kịch tính, bất ngờ và hấp dẫn. Và tối ngày hôm nay, đêm thi bán kết lại càng kịch tính hơn đối với 7 bạn thí sinh của chúng ta. Ban giám khảo sẽ phải lựa chọn ra 4 thí sinh để bước vào trận chung kết cuối cùng của ca sĩ thần tượng mùa thứ tư. Đang rất là căng thẳng đúng không ạ? Dành cho cả 7 thí sinh. Chúc cho tất cả các bạn sẽ tự tin và thoải mái nhất với tiết mục của mình tối ngày hôm nay. Và bây giờ, còn chần chờ gì nữa, hãy cùng với Minh Xù gặp gỡ ban giám khảo. Xin được trân trọng giới thiệu giám khảo nghệ sĩ Trấn Thành. Xin được giới thiệu giám khảo đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Và cuối cùng xin được trân trọng giới thiệu giám khảo ca sĩ Minh Tuyết. Hay quá. Hôm nay đẹp quá, thật sự là như vậy. Trời
ơi. Rồi hộp đã quay trở lại rồi. Mặc mấy cái trang phục này á là body phải fit lắm mới mặc được đó. Chính xác là như vậy anh à. Mới thấy là Minh Tuyết là cái người đã rất là cố gắng giữ dáng như thế nào. Đáng lẽ là nó sẽ đẹp hơn. Thì trước khi chương trình bắt đầu vâng. Thì có một người rất là nổi tiếng thương bạn bè nên đem vô cỡ chừng 8 hũ mắm và một ít cá khô. Cá khô của dạ, cây dứa vâng. Cộng với chè. Chè và một số ba rọi chiên giòn. Đúng rồi, chè có nước dừa nữa dạ. Và ép chúng tôi ăn đó để có thể bằng người ta đó. Anh Thành, tuyên ngôn của anh là gì ạ? À, tuyên ngôn của anh là thưa quý vị, khi bản thân mình không thể tự giảm cân thì cách tốt nhất để làm cho mình trở nên gầy đi là làm những người còn lại mập lên. Bây giờ em không dám thở luôn anh Thành, thiệt sự. Mặt cái này nó siết lại nè, đang ôm ôm lại đây nè, quá tức rồi. Nãy tôi nghe đồn là Minh Tuyết có cái đầm đẹp lắm. Cho nên tôi phải nhét vào đó hai chén mắm hai bên. Trời ơi, tôi vô cùng hối hận. Đã muộn màng lắm rồi chị ạ à. Mà anh Nam, anh có đồng ý với em là Việt Nam mình có những cái món mà em nói thiệt, anh có đưa vi cá, bào ngư, gan ngỗng, cái gì nó cũng yeah. cất qua một bên. Chỉ cần để một chén mắm, một cái cạnh chai dưa leo kế bên là dứt sạch. Đấy, ý Tân Thành đang nói là mắm chưng đúng không? Mắm, dạ, mắm chưng. Quý vị biết mắm mà chưng với thịt bằm với lại trứng mà đánh thêm một miếng gọi là trứng muối. Trứng thì muối. Trời ơi, đẩy cho dưa leo một miếng cơm trắng. À, 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 à. Anh đừng có cào cấu em nữa. Tôi là người rất là thông minh. Tôi biết là ngày hôm nay tôi sẽ tạo nghiệp. Sau khi tôi cho mọi người ăn xong, tôi đã lựa một cái áo khá là rộng. Vâng. Vâng. Trời ơi, con người người ta có âm mưu trước, thấy chưa? À, bởi... thấy chưa? Bận đồ rộng tôi che hết, tôi che hết. Em Hoàng Việt Nam thì hôm nay cái điều gì đã khiến cho anh trịnh trọng như vậy? Đây đâu phải là chương trình thi hoa hậu. Tôi nghĩ rằng là đêm nay một đêm bán kết ca sĩ thần tượng, mọi năm cũng thường rất trịnh trọng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là điều gì quan trọng ở đâu khi tôi cũng đang đứng cạnh một hoa hậu. Wow. Đúng trời là miệng lưỡi trong người. Trời ơi, bát lẻ thiệt chứ. Đừng tin những gì con trai nói. Ủa, có bài đó hả chị? Có. Quá trời, dễ sợ, nhanh quá. Nó nghe nè, cái này của bà ngoại. Áo len của bà ngoại hả? Thì kệ nó đi, bây giờ bà ngoại phát. Nhìn màu hồng chủ đạo phía trước đây, tôi nhớ tới một câu thơ trong truyện Kiều. Trời ơi, thật rồi, màu hồng rồi. Vô. Cánh hồng bay bổng tuyệt vời, đã mòn con mắt, cuối trời đăm đăm. Có nghĩa rằng là lúc Thúy Kiều nhớ nhung từ Hải, nhìn một cái cánh hồng bay xa là loại chim hồng á, chứ không phải là cánh hoa hồng đâu. Con chim hồng hạc á. Không phải hồng hạc, mà cái này là hồng học. À, hồng học cao phi. Là con chim nó tên là hồng học hả? Đúng rồi. Con chim đó... nghe cái tên nghe dữ dằn. Hồng học nghe nó hơi mệt đó. Ừ, hằng học. Nó có câu là hồng học cao phi nhất cử thiên lý. Dạ. Có nghĩa rằng là loài chim đó là hay được so sánh với là một cái bậc quân tử. Loài chim hồng học mà bay lên trời, một đập cánh thôi là đã bay ngàn dặm. Trách ai bẻ cánh chim hồng để cho bầy quạ bẫy vùng trên không. Hay quá, hay quá. À, ủa tại à, ủa là à. Hồi nãy giờ mình chậm một nhịp. Chậm chậm. Không biết đây là quạ à. Đen cỡ này à. Một mũi tên trúng hai con nhạn luôn. Dữ dội yeah. Hay. Vậy thôi tối nay là cẩn thận nha. Thầm quá. Chỉ là bên kia dương sẵn mũi tên rồi đó. Dạ hôm nay em rất là bình thường, em rất lịch lãm mà. Vâng. Anh Thành thấy không ạ? Mặc kệ đi, mình về chỗ đi. Okay. Ủa? Ủa? Ủa anh chị? Ủa? Nói gì em tiếng đi chứ. Trời. Đêm nay là đêm bán kết, như anh Hoàng Nhật Nam có chia sẻ vừa rồi, rất là trịnh trọng bởi vì là chúng ta đã chờ đợi một tuần vừa qua để chào đón 7 bạn thí sinh xuất sắc nhất luôn để có một cuộc đấu vô cùng kịch tính tối ngày hôm nay. Chị Minh Tuyết, đêm nay chị đang trông đợi điều gì đến từ những bạn thí sinh ạ? Minh Tuyết mong rằng các thí sinh bước lên sân khấu tự tin hơn, tỏa sáng hơn và đã có một cái sự chuẩn bị tuyệt đối cho tiết mục của mình. Cảm ơn chị rất là nhiều. Em sẽ mời anh Trấn Thành đi vào một cái chi tiết luôn cho 7 bạn thí sinh. Với danh ca Thái Thanh á, cái chiêu mà tốt nhất đó là hát như nói. Dạ. Nhịp đừng có đâu vô đó quá. Nó vẫn đúng nhịp nhưng mà hay coi chơi nhịp lời để nói chuyện hơn. Có những cái phát âm chữ A và những cái âm đóng, lúc nào cô cũng phát âm nó có cái hơi bên trong. Khi cô hát cô để cái vòm hơi cực kỳ rõ ràng, cho nên chúng ta bám vào những cái điểm đó. Vâng, còn đối với Khánh Ly thì sao ạ?
cô Minh Tâm và cả cô Kim Lan. Với Khánh Ly lúc trẻ đó thì hát cứ hào sảng, hát tự do, hát thật thoải mái vào, nốt thẳng là xong. Còn với Khánh Ly của bây giờ thì đừng hát đều đều. Yeah. Hát phải như nói chuyện, lúc nhanh, lúc chậm, luôn luôn nốt thẳng, đừng luyến. Cô Khánh Ly ít luyến lắm. Còn hai cái nhân vật mà anh rất là mê tuần trước nè, Trấn Hải vô vai Lý Hải. Trấn Hải không có gì để góp ý cả, bạn ấy làm quá giỏi rồi. Chỉ cần bạn ấy giữ phong độ và máu lửa nhiệt tình là xong. Nhật Quân với Ưng Hoàng Phúc ạ. Giống y như Lý Hải, chỉ cần giữ phong độ là xong. Như trên. Như trên. Rio trong vai Đàm Vĩnh Hưng. Máu lửa hơn. Máu lửa hơn. Hiện nay mọi thứ đang tốt, chỉ duy nhất có thần thái là không ra Mr. Đàm. Dạ. Mr. Đàm là người cực kỳ tự tin, hào quang lộng lẫy, cho nên là phải bám vào điểm đó để diễn. Và cuối cùng anh Văn Sĩ với Trường Vũ. Trường Vũ hát rõ lời hơn, tình cảm chân thật, mắt dám nhìn khán giả, đừng tỏ ra buồn ngủ. Vỗ tay. Quá xuất sắc ngày hôm nay rồi. Cảm ơn anh. Như vậy là thí sinh của bọn em là đã tự tin một phần nào đó rồi. Em có hỏi luôn thí sinh Minh Tuyết không? Dạ dạ dạ. Thí sinh Minh Tuyết thì nên bớt ăn mắm lại để mặc váy cho đẹp hơn, và cũng ngưng chan nước cốt dừa lại nhiều. Ngưng chan nước cốt dừa lại. Hồi nãy chè có hai option, chan và không chan, nhưng thí sinh Minh Tuyết vẫn cố tình chan ba muỗng nước cốt dừa. Và thí sinh Minh Tuyết ăn nửa hộp và bảo rằng là ăn không hết, phải để lại một lát ăn nữa. Nhưng nhìn vào cái hộp cũng chỉ còn khoảng 3-4 cục. Vâng. Không còn thì tôi đã ăn luôn cho rồi, để dành chi cho mắc công mang tiếng. Chị xin chân thành thông báo với lại ekip của chương trình, chị cảnh báo các em là mai mốt tới giờ ăn không được cho phép ăn trong phòng của chị. Không có được quyến rũ cái người người ta không muốn ăn. Mắc công chị không thèm. Không có được dụ dỗ. Dạ. Đúng không? Chúng ta lại tràn qua ẩm thực rồi. Bây giờ mình chèo ngược lại về chương trình ngày hôm nay. Anh Hoàng Nhật Nam, tối đêm nay anh đang có cái cảm xúc riêng của mình như thế nào? Anh cũng đẩy hết một hộp cơm và rất nhiều những con cá dứa. Rất nhiều những con cá dứa. Tôi có thấy được đó. Mặc dù sau khi đã ăn những món ngon do giám khảo Trấn Thành cung cấp và sau đó không ngưng chì chiết chúng tôi, phải không cô Minh Tuyết? Thật sự. Nhưng tôi vẫn không nguôi nổi buồn một chút. Bởi vì là chỉ còn một tuần nữa thôi, không được gặp lại nhau. Hy vọng là sau tuần nữa chúng ta gặp nhau tại đêm chung kết, vẫn vui vẻ bên nhau và chúng ta vẫn giữ liên lạc. Thôi thì cứ vào chương trình thôi. Ừ. Dạ vâng. Về đi. Ca đi xù. Chứ để thí sinh nó chọc lén lén vô lấy chè chan nước cốt dừa nữa là không ca được đâu. Vâng, tối nay hứa hẹn dữ lắm. Tại vì 7 thí sinh của chúng ta đã tập luyện rất là kỹ lưỡng trong một tuần vừa qua. Xin mời tất cả quý vị khán giả cùng bước vào đêm bán kết tối ngày hôm nay. Xin mời. Quý vị thân mến, để mở đầu cho đêm thi bán kết tối ngày hôm nay sẽ là sự xuất hiện của chàng trai Nhật Quân rất quyết tâm đến với chương trình này, đặc biệt hơn hết là có sự thay đổi mặt ngoại hình của mình, sự quan sát của mình về nghệ sĩ thần tượng, đó chính là ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Và tối ngày hôm nay sẽ trình bày ca khúc Và Như Thế Em Đi. Xin mời tất cả quý vị cùng nhau theo dõi nhé. Trong bóng tôi buốt giá, về đâu khi đã mất em rồi, về đâu khi bao nhiêu mơ mộng giờ đã vỡ tan, về đâu tôi biết đi về đâu. Xưa ta yêu nhau nào đâu biết sẽ có lúc để ta hai đứa hai phương trời, vì sao khi duyên kiếp đã làm nên bao oan trái. Người ơi, trong khói sương nào hay nỗi lòng của tôi. Trong ngày men cay ta tìm quên qua cơn say mơ màng, dù ta đi qua đời buồn đau, nghe trong hư không bao lời yêu từ năm xưa, về trong nước mắt bốt đắng mình ta ôm cô đơn mình thôi bước. Tôi đi về đâu để gặp em, ngôi sao nào rơi mang đời em xa tôi. Nhưng tình không cay đắng có phải đâu là tình, nhưng điều ta đã mất sẽ mãi mãi ra đi, mà sao con tim ta nào muốn tin. Thôi đi về đâu để gặp em, mơ chỉ là mơ nhưng nào không ai mơ. Không gì là mãi mãi trong kiếp sống vô thường, đôi bàn tay nhỏ bé biết níu kéo xa.
sau đây. Nhìn em đi qua tôi từ khói sương, tôi mất em rồi. Xưa ta yêu nhau nào đâu biết sẽ có lúc đời ta hai đứa hai phương trời. Vì sao khi duyên kiếp ta làm nên bao oan trái, người ơi trong khói sương nào hay nỗi lòng của tôi. Trong ngày men tay ta tình quên qua cơn say mơ màng, dù ta đi qua đời buồn đau. Nghe trong người không bao lời yêu thương năm xưa, về trong nước mắt bút đắng mình ta ôm cô đơn mình thôi bước qua. Tôi đi về đâu, về đâu để gặp em? Ngôi sao nào rơi mang đời em xa tôi? Nhưng tình không cay đắng có phải đâu là tình. Những điều ta đã mất sẽ mãi mãi ra đi, mà sao con tim ta nào muốn tin. Tôi đi về đâu, về đâu để gặp em? Mơ chỉ là mơ, nhưng nào không ai mơ. Không gì là mãi mãi trong kiếp sống vô thường. Đôi bàn tay nhỏ bé biết níu kéo sao đây. Nhìn em đi qua tôi từ khói sương, tôi mất em rồi. Tôi đi về đâu để gặp em? Ngôi sao nào rơi mang đời em xa tôi? Nhưng tình không cay đắng có phải đâu là tình. Nhưng điều ta đã mất sẽ mãi mãi ra đi, mà sao con tim ta nào muốn tin. Tôi mất em rồi. Một cái hỗ tay cho Nhật Quân. Xin được chúc mừng cho Quân đã mở đầu cho cái đêm thi tối ngày hôm nay. Có vẻ như hơi hồi hộp phải không? Mình diễn xong rồi nè, hôm nay đứng cao hơn bình thường. Mình thấy sao với tiết mục đầu tư trong một tuần vừa qua như thế này? Đây là tiết mục mà em rất là thích, mang một cái phong cách rất là riêng của anh Phúc. Và em cũng rất may mắn được chọn cái ca khúc này để thể hiện. Bây giờ mình lắng nghe ý kiến của ban giám khảo nhé. Mời giám khảo Trấn Thành ạ. Hơi tiếc chút xíu thôi. Tiếc. Cái đoạn cuối đáng lẽ là phải vô, phải bỏ một nhịp. Dạ. Thì ổng vô ổng nhanh quá, máu quá mà. Nhưng mà thôi kệ, tôi đã nói rồi, đã yêu thương thôi kệ bỏ qua. Nhưng chỉ có trách là một điều là hát phải tập trung. Dạ. Đang cái đoạn đầu múa lân sư đồng là tôi thấy khoái rồi. Tay chân rồi đó, sống đồ. Trời, tôi đang mê cái đoạn đó, tôi đang mê. Tôi nói trời ơi, bữa nay ăn dầm cái chất gì mà múa quá trời múa. Ăn mắm, ăn mắm. Nó có thể là không phải là tiêu chuẩn múa đẹp gì đó, nhưng cưng, hăng say, đúng, cố gắng, nhiệt huyết nồng nàn, chân ái. Ok, đang đẹp nha. Ừ, đẩy vô, ừ, trật nhịp. Giận, buồn, dễ sợ. Nhưng mà nói nào ngay, nếu như mà mình không khắt khe, mình thông cảm cho cái đoạn ghi một chút xíu thì thôi, đáng lẽ gọi là hay lắm đó. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Lần sau múa thì múa nhớ nhịp. Dạ. Xin được mời giám khảo Minh Tuyết ạ. Chị đang gợi nhớ lại cái cảm giác mà khi người khác bắt chước chị trên sân khấu. Chị không biết ơn Phúc coi, có nhột giống chị. Nhưng mà chắc chắn Phúc sẽ không múa cỡ này. Nói nghe nè, tuy rằng là giám khảo khen bạn về vấn đề là bạn bắt chước những cái đặc trưng của Phúc, nhưng mà cái gì á mình cũng phải kiểm soát được nó. Nói chung là cái gì cũng phải vừa phải, nêm nhiều quá, mặn quá cũng không được, lạc quá cũng không xong. Thì hôm nay bạn hơi bị mặn. Dạ, có nghĩa là bạn làm động tác quá nhiều mỗi từng câu hát, cho nên bạn bị phân tâm bởi vì những cái hành động như thế. Dạ. Rồi nó sẽ ảnh hưởng đến cái giọng của mình nữa. Ví dụ như là bạn có thêm một cái động tác mà bạn hát mạnh quá, bạn đưa cái tay như vậy nè, thì cái microphone nó cũng nhúc nhích theo. Tại vì bạn không biết cách, người ta đưa bằng cái phần này, bạn đưa luôn cả cái cánh tay luôn, thì nó nhúc nhích luôn cái microphone.
nó cũng là ảnh hưởng đến cái sau cái vocal của mình. Yeah. Đó là những cái mình phải nên để ý một chút. Mình lâu lâu mình nhả một cái chiêu của anh Phúc ra. Và thường thường á, người ta hay múa hay là biểu diễn nhiều trong những lúc mà mình không hát thì nó an toàn nhất. Vì mình hát á, mà mình nhảy nhót nhiều quá, cái vocal mình nó sẽ không có được chuẩn. Tiết chế lại cái đó tí. Cho tôi xin chia sẻ điều này. Cái comment này của giám khảo Minh Tuyết là sẽ đúng với những thí sinh khác, nhưng riêng với thí sinh này thì tôi xin là không nên nghe theo. Một là say mê bất chấp, hai mà kêu giữ kẻ là không say mê nữa, thì ông này nằm ở cái khuôn đó. Tôi thà ông say mê bất chấp còn hơn ông nghe rồi ông ghìm ghìm lợ, giống như mấy ngày đầu tập đầu là tôi điên nữa, điên nữa. Bởi vì ông từ một cái người không tự tin, tôi đang ráng tôi kêu tự tin lên để rồi say mê là cái dòng lần trước là ngon rồi. Lần này là tại vì cái vụ cánh gà chiên nước mắm đẩy cao quá. Yeah. Thì nó hụt một hai chữ, đúng chưa? Lo múa lân quá rồi quên cái nhịp. Cái em cần duy nhất là tập trung vậy thôi. Có nghĩa là em múa kiểu gì múa, em ráng tập trung để em đựng sang nhịp, vậy thôi là đủ rồi. Dạ anh. Ý là say mê thì không giảm, nhưng mà theo anh có một cái từ gọi là tiết chế cảm xúc á. Dạ. Kiểm soát. Kiểm soát á. Kiểm soát có, một chút. Có nghĩa là những thí sinh khác, vì sao chúng tôi hay nhận xét là em đang thiếu cảm xúc, phải nhiều cảm xúc hơn, đông đầy hơn. Nhưng riêng em là em đang bị gọi là lấn át luôn. Giống như tập lần trước á, tuần trước em nhớ không, lúc em ngồi bên thành giường, em đau khổ vì có người yêu ngồi bên cạnh, và em switch vào lời sớm luôn, em nhớ không? Em đưa mic lên em định hát, sau đó em vẫn stop lại được. Đó là do lúc đó mình đang miên man trong những cái cảm xúc đó, và mình không có đủ tỉnh táo để mà có thể kiểm soát được là lúc nào vào cái câu tiếp theo. Thì đó là cái ý của cô Minh Tuyết. Chứ còn nếu mà say mê hay là gọi là mê mẩn hay là đông đầy trong những cái cảm xúc này kia thì dĩ nhiên là có, là trong cần đó em phải có sự kiểm soát. Bởi vì em là một người chỉ để ý nhịp em không vững. Thứ nhất, thứ hai em hăng say quá em hụt hơi. Cái gì mà em đi về đâu, rồi người kia đi về đâu, rồi cái tay này đi bên đây, nó lia lịa lia lịa. Chị không kịp nhìn em luôn mà. Nhiều khi chị suy nghĩ lại, ủa Phúc có lia lịa như vậy không ta? Em cứ lắng nghe hết tất cả ý kiến của giám khảo, rồi mình lọc lừa cho bản thân mình. Cái gì lọc lừa? Lọc lừa. Lọc lừa. Lọc lừa. Lọc lừa lại cho bản thân mình. Chắc lọc lừa nó khác cái lọc lừa chứ. Là cái nào mình nên giữ và cái nào mình nên bỏ. Không, mà cái tiết mục này á, là sao y bản chính một cái tiết mục của Ân Hồn Phúc, và cũng y chang như vậy. Đáng lẽ hay lắm đó anh. Anh cho cái vụ cái màn múa bóng rồi tuột cái màn xuống là đáng lẽ là hay lắm. Không có dính cái vụ nhịp cuối là ngon rồi. Nãy giờ lắng nghe xong rồi em có hiểu gì không Quân? Dạ có. Cái cảm xúc của con người nó sẽ dâng trào theo cái nhiệt huyết, cái không gian. Đúng rồi. Em cần phải điều khiển lại cái cảm xúc của mình. Đúng cho rồi. Cái thời điểm đó để cho nó cân bằng giữa cái nhịp điệu, cái giọng hát và cũng như là cái thiết chế để cho cái người xem, người ta cảm nhận được, giám khảo xem được anh ấy đang làm cái gì. Đó. Dạ, em vỗ tay. Hiểu rồi. Nhớ, có nghĩa là đừng có bớt năng lượng đi. Dạ. Chỉ là kiểm soát nó thôi. Không, mà phần trả lời vừa rồi là em được cộng thêm điểm ứng xử đó. Cảm ơn chị. Một giám khảo hoa hậu cho hay. Quý vị thân mến, nếu như tuần trước tất cả mọi người cũng đã vô cùng ấn tượng về chàng trai bình nguyên của chúng ta hóa thân thành cố danh ca Thái Thanh, tối ngày hôm nay đã có một tuần chuẩn bị cho tiết mục của mình, hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ bất ngờ hơn nữa với ca khúc Nửa Hồn Thương Đau. Hãy cùng đến với tiếng ca Bình Nguyên, xin mời. Anh ở đâu?
bỗng thương đau. Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kia nào. Anh ở đâu, em ở đâu, có chăng mơ sầu Bình Nguyên đã còn xúc động quá đúng không? Rồi xin đây nè. Thế không biết cảm xúc của bạn như thế nào mà lại có những giọt nước mắt rưng rưng ở đoạn cuối như thế này nha. Thật sự rằng là qua cái ca khúc này, nhờ sự truyền tải của cố danh ca Thái Thanh mà đã chạm đến trái tim của em qua những cái biến cố trong cuộc sống và những cái sóng gió trong cuộc đời, nó làm chạm đến trái tim của em. Vâng. Yeah. Đôi khi một tác phẩm nào đó cũng sẽ có cái ký ức riêng của bản thân mình đúng không? Và ngày hôm nay bạn đã lựa chọn cho đêm thi bán kết. Giám khảo Trấn Thành xin được mời anh chia sẻ cảm xúc riêng của mình trước ạ. Cô Thái Thanh khi thu âm bài này không hát như vậy. Đó là Thái Thanh lúc trẻ, không chia nhịp kiểu này luôn. Tôi thì tôi chưa được nghe version này live của cô ở những thời gian khi cô đã lớn tuổi rồi. Cách em xử lý nó hơi nhựa một tí. Có nghĩa là em gãy gọn hơn một chút xíu nữa thì nó sẽ hay. Vẫn có cách nhả chữ, vẫn có những cách phát âm, thậm chí vẫn có một số cách lấy nhịp là của cô. Cô hát cô cũng hay lơi, cô bỏ nhịp đầu để cô đuổi theo cái đoạn sau. Đôi khi nó gọn lại một chút, có đoạn nó được bẻ cong để rồi dứt khoát. Bẻ cong để rồi dứt khoát thì nó hay hơn là cả một đoạn mình cứ uốn lượn như thế này. Anh không nghĩ là cô sẽ hát theo kiểu đó. Đây là một tác phẩm khó, rất khó để thể hiện. Nó ác cho bạn này chỗ gì nè, tại vì bạn là nam giả nữ thì bạn hát mấy bài kia, cái quãng nó không có lên xuống liên tục thì ít ra nó đỡ cho bạn. Nó nằm ở cái quãng trên, bạn giả thanh hết thì nó dễ hát. Nó làm cho nó, cái bài nó không quá mượt, nhưng mà hát được như bạn này nha, đã là một cái gì đó đáng nể rồi. Thực sự nam mà hát được như vậy là quá giỏi. Xin được cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Giám khảo Minh Tuyết ạ, xin mời chị. Nếu mà mình nói là một chương trình thi ca nhạc thì mình nghĩ là bạn hát rất là tốt, rất là hay, rất là chuẩn. Nhưng mà đây là một cái chương trình là thi ca sĩ thần tượng, có nghĩa là mình cần cái sự giống của thần tượng của mình càng nhiều càng tốt. Trong những cái bài hát trước là những cái bài hát nó kỹ thuật và phô trương giọng hát rất là nhiều, nó không bị thể hiện cái tình cảm nhiều trong cái lời ca tiếng hát, cho nên mình có thể nhấn nhá ở những cái signature của cô. Nhưng mà cái bài hát này là một cái bài hát tình ca, nó rất là tình cảm. Khi Tuyết nghe cô Thái Thanh hát trong băng đĩa đó thì Tuyết thấy cô hát rất nhẹ nhàng, rất là đơn giản, không ủy mị, nhưng mà cô hát tự sự rất nhiều. Cô không rung trong câu chữ nhiều, cô chỉ rung cái đuôi thôi. Tuy rằng là cô không hát đều nhịp, có chữ kéo, có chữ không, nhưng nó không có phải ủy mị quá trong từng mỗi câu chữ, hoặc là cái nức nở nhiều quá. Cô không có cái đó trong bài hát này. Khi mà mình đặt cái nghĩa, cái từ của nó trong đầu của mình ấy, mình hát như nói, mình hát như cái nghĩa của nó, thì tự động mình sẽ xử lý theo đúng. Hồi thì dài, hồi thì ngắn, hồi thì trầm, hồi thì bổng. Tôi nghĩ là bạn dư sức làm cái điều đó. Nhưng mà nhiều khi đôi lúc mình quên nó đi, mình cứ lo tập trung vào những cái đặc trưng của cô mà mình quên đi cái hồn của nó vẫn là cái chính. Xin được mời giám khảo Hoàng Nhật Nam ý kiến của anh ạ.
Đó là sự phân tích về mặt kỹ thuật khác. Còn đối với riêng anh á, thì anh cảm nhận hồn của cô Thái Thanh ở đâu trong tiết mục này? Dĩ nhiên là bỏ qua cái thử thách đối với Bình Nguyên, vì cả nhân dáng em là một người con trai mà hóa thân thành một phụ nữ luống tuổi nữa, nó có muôn vàn những trở ngại. Và khuôn mặt của em là một khuôn mặt chữ điền nữa, cho nên thực sự là cũng khó khăn về mặt hóa trang. Nhưng dưới cái làn đèn ngược đó, và em nghiêng cái mái đầu và vẫn diễn từ cái intro cho đến cái gian tấu. Trong cái đoạn gian tấu anh rất thích là em di chuyển nhẹ nhàng trên cái đôi giày cao gót đó mà không có cảm giác là em đang bước đi, có cảm giác giống như cái bục đó nó đang xoay nhẹ, em đang xoay quay cuồng trong những cái nỗi đau của mình á. Thì thật sự là anh rất là thích em trong những cái gọi là miên man về mặt cảm xúc của những cái trạng thái diễn của em á, để em có thể mềm mại hơn. Dĩ nhiên là mình không thể nào mềm mại 100% được, nhưng mà em đang mềm mại dưới góc độ tâm hồn và những cái cố gắng nhất có thể của em về mặt hình thể. Điều đó anh rất rất là ghi nhận ở Bình Nguyên luôn. Cái bài hát này là được nhạc sĩ Phạm Đình Chương sáng tác trong một cái hoàn cảnh thật sự là ông cũng có một cái nỗi đau buồn để mà sáng tác nên cái ca khúc này. Cho nên là anh nghĩ những giọt nước mắt của Đình Nguyên ở cuối, rồi những cái nức nở đó, nó vẫn có cái nỗi đau của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, anh trai của ca sĩ Thái Thanh, vẫn có trong cái dòng chảy đó. Anh cũng chưa được xem một cái bản live nào của cô Thái Thanh hát cái bài này hết, thì không biết là thực sự nó sẽ như thế nào, cho nên là có đúng là muôn vàn trở ngại. Bây giờ vậy đi, bây giờ em thử lại một cái này liền nghe, tức đoạn ngắn thôi, em hát đơn giản lại giùm anh coi. Cùng đúng với rồi. Tinh thần của cô, em hát đơn giản lại thôi, nhẹ nhàng nhất có thể, như nói chuyện cho anh. Đừng ủy mị, đừng cố gắng tỏ ra ủy mị. Đặt cái hồn mình vào là được à Nguyên? Thoáng hương xưa cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ, hay chỉ là giấc mơ thôi. Nghe tình đang chết trong tôi, nghe lòng tiếc nuối xót thương suốt. Nói đây. Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau, ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kiếp nào, em ở đâu anh ở đâu, có chăng mưa sầu buồn đêm. Cảm nhận nó khác không? Nó khác hoàn toàn. Vẫn là Thái Thanh nhưng nó ra Thái Thanh hơn. Lần đầu tiên lúc nãy lên, trước khi lên em có gặp một số vấn đề tâm lý một chút, cho nên là chắc vì thế là làm nó hơi quá. Em biết không, thật sự ra không phải là em, mà là ai cũng vậy. Thường thí sinh họ sẽ mang tâm lý hát bài buồn. Hôm nay tôi hát bài buồn nha, tôi sẽ rất nhập tâm để tôi hát bài buồn nha. Nhưng mà thật sự ra khi một danh ca hát bài buồn, họ không có buồn theo cái kiểu đó. Nguyên bài hát có vẻ không buồn, tới đúng một cái đoạn nào đó cần buồn nhất là xoáy đúng một chỗ đó, tự nhiên nguyên bài trở nên buồn. Chứ cái bài buồn không phải là cái bài buồn từ đầu tới đuôi. Vâng ạ, xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và chúng ta cũng đã giải đáp được những cái thắc mắc, đúng không ạ, trong cái tình cảm của bạn với cái bài hát này rồi. Và chúc mừng cho Bình Nguyên đã hoàn thành xong tiết mục của mình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh Văn Sĩ, hóa thân thành ca sĩ Trường Vũ trong thi bán kết ngày hôm nay với ca khúc Hồi Tưởng. Xin mời tất cả quý vị cùng nhau theo dõi nhé.
trong đèn tôi viết những chuyện xưa bọn mình. Ngày anh với tôi như hình với bóng, kết thân đôi đầu xanh, nhớ nhau khi bình minh gọi tay nhau tan cành, nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh, vào đời bằng tiếng hát trung thành nhớ không anh, nghĩ gì là xa cách. Thời gian thăm thoát thôi đưa tuổi thơ áo còn đâu ơi, mỗi người một phương xa xôi càng thèm nhớ, nhớ thương thương nhớ khôn lường. Giờ còn một bóng với trọn niềm ước mong, biển biệt một bóng đêm từng cơn gió đông, anh nhớ tôi mong khi lá thu vàng bao lần rơi ai biết không. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Đường ai nay đi hai người hai lối, biết thương nhau mà thôi. Âu thơ đi về đâu để mưa hay mùa ngầu, lòng mình thì muốn níu ân tình mãi anh ơi, mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng xa rời. Dạ, một tràng pháo tay cho văn sĩ. Dạ, xin được chúc mừng anh.
Xin mời tất cả các diễn viên ra sân khấu được không ạ? Rồi, một tràng hô tay cho các diễn viên của chúng ta. Cảm ơn vũ đoàn sắc màu rất là nhiều, đặc biệt là diễn viên Nhí, Thanh Tú và Triệu Vĩ. Cảm ơn hai con đã hỗ trợ cho chú văn sĩ ngày hôm nay nha. Một tràng hô tay nữa cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, vô. Anh quay qua anh nói với em anh Thành, đừng hỏi gì anh nhiều trơn á, anh biết nói gì trơn rung lắm. Nhưng mà hôm nay nè, với cái không gian này nè, mọi người đã cho anh một cảm xúc gì đến với cái bài hát này nè? Bài hát này thì nhớ lại cái kỷ niệm mà xưa sĩ đi học. Dạ, rất là tuổi thơ luôn. Xin được mời về giám khảo Minh Tuyết. Sư lấy một cái cho cô Minh Tuyết đi, hai mươi mấy năm rồi cổ mới nhìn thấy lại cái quả này đó. Vâng. Và quả này là biên đạo Khoa Nguyễn cùng vũ đoàn Sắc Màu đã kỳ công đi nhặt. Wow. Để tạo nên những mảng ký ức rất là thân quen với chúng ta. Hai mươi mấy năm rồi mới thấy lại cái này. Hồi nhỏ Tuyết có chơi này không? Thả lên nó quay như cái nó xoay á. Sao con tôi quay yếu à? Đấy con yeah, anh quay đẹp. Đó à. Con của em chắc nó không đủ giàu hay sao? Nó không đủ giàu hay sao? Bây giờ tôi đang hỏi ai là người đã dàn dựng ra cái tiết mục này? Tôi đang quan ngại. Tôi coi nửa bài đầu tôi hết hồn. Bây giờ em chờ anh Hoàng Nhật Nam confirm cho em cái thông tin cuối cùng. Thì đó, là cái câu chuyện như thế nào, xin mời anh. Nói cho hay nha, chứ không là chúng tôi nhảy vô ập vô đạo diễn. Chứ là chúng tôi chỉ chờ cái nhà này liền. Chúng tôi chỉ chờ cơ hội để dập đạo diễn thôi. Tôi lo quá. Anh phải lo. Chứ bây giờ anh dựng cái hoàn cảnh gây tranh cãi từ giám khảo đến thí sinh. Người ta nói mà, đôi khi có một cái câu chuyện, một cái bức tranh đi, mỗi người xem tác phẩm nghệ thuật đó sẽ hiểu theo một cái hướng khác nhau. Đó gọi là cái cảm thụ riêng của mỗi người. Thật ra là cái này á, là mình bê nguyên si trong một cái hoạt cảnh của MV của anh Trường Vũ luôn. Cũng là những anh bạn lớn lên từ nhỏ chơi với nhau, gọi là thời thanh mai trúc mã đó. Trong quá trình đó bắt đầu là gặp gỡ một cái cô gái, nói chung là bạn chung của hai người. Và dĩ nhiên là hai chàng trai này thì đều thương thầm cô gái hết. Đó, và một trong hai người con trai đã đến với cái người con gái này, thì người còn lại dĩ nhiên là buồn vì cái điều đó thôi. Nó buồn gì vì cái gì? Buồn gì là thằng kia cua con bé nó yêu. Cái vấn đề là nằm ở chỗ đó. Em nghĩ là anh đậu rồi đó. Anh thi, anh hát xong mà không ai bàn tới giọng ca của anh, mà bàn tới câu chuyện mà trên sân khấu nó diễn ra thôi. Thôi bây giờ mình tập trung vào thí sinh được không? Tôi thức qua một lát rồi tôi điện ông Trường Vũ. Dạ vâng. Với cái sự ấn tượng trong hoạt cảnh ngày hôm nay, còn giọng ca của anh ấy như thế nào? Xin mời giám khảo Trấn Thành. Giọng ca của anh ấy thì đâu có gì để bàn nữa. Không muốn nói nữa. Hay như vậy rồi còn cái gì để nói nữa. Hoàn hảo. Giám khảo Minh Tuyết ạ. Giọng ca của anh thì vẫn giữ phong độ ngay từ ngày đầu cho tới bây giờ. Vẫn rất là hay. Nhưng mà em nghĩ chắc là cái bài hát này anh Vũ mới hát sau này phải không? Thì em thấy anh nức nở nhiều hơn một tí. Em có một góp ý nhỏ với anh thôi. Tuy rằng anh kể về cái câu chuyện đó, anh là người kể chuyện, nhưng đôi lúc mình cũng nên nhìn về cái hướng của cái người diện cái tiết mục đó cho mình, để người ta cảm thấy có một sự liên kết nhẹ nhẹ trong tôi, đó. Riêng trường hợp này thôi. Không à. Cho phép tôi được bảo vệ cho thí sinh. Không thể nhìn được. Tại bởi vì nhìn là sẽ rất dễ bị quyến rũ vào câu chuyện của hai cái thằng đó. Vì mặt dàn dựng sân khấu á, là cái phía sau đang là những cái lát cắt về thời gian á, giống y như là đang kể lại một cái phim. Đúng phía rồi. Sau những cái cảm giác á, lâu lâu ví dụ như là mình xây cái hướng người của mình nhìn vào cái đó, giống như mình là đây là câu chuyện tôi đang kể và đây là cái thước phim tôi đang kể. Lâu lâu mình có một chút xíu sự liên kết đó thì người ta sẽ cảm nhận rằng anh đang kể câu chuyện đó. Thì cái đó là cái cảm giác riêng của em. Em cảm nhận cái điều đó. Thế thôi. Dạ, đó là sự kết nối thôi anh ạ. Không sao cả. Đúng, đó là vì sự giọng kết nối. Ca thì rất là tuyệt vời rồi. Giám khảo Hoa Nhật Nam, xin mời anh. Thật ra là anh Văn Sĩ với là anh Trường Vũ thì cũng không diễn nhiều trên sân khấu. Chỉ có là đi lui đi tới một chút. Và anh Văn Sĩ cũng có diễn với căn nhà tranh rồi. Giống như là cái nơi đây, một cái nơi đã từng ghi dấu những cái kỷ niệm của một cái chuyện tuổi thơ như vậy. Riêng Hoa Nhật Nam thì có một cái nhận xét đó là anh Văn Sĩ có được cái sự ủng hộ của bà xã anh đó, cho nên là thấy thực sự anh luôn luôn tự tin. Kể từ vòng đầu cho đến bây giờ là đêm bán kết thì cũng như vậy. Đúng. Đó là một cái hậu phương vô cùng vững chắc và tôi thấy là ngày càng anh nhuận sắc nữa. Tôi thấy là những người đàn ông mà được vợ ủng hộ và gọi là hậu phương vững chắc là nhuận sắc, nhìn tôi và Trấn Thành là đủ hiểu. Dạ không. Hôm nay, riêng ngày hôm nay, tôi thấy tại sao quý vị thấy anh Hoàng Nhật Nam anh là cái tư tưởng táo bạo suy nghĩ ra những cái hoạt cảnh như vậy là bởi vì ngày hôm nay anh ấy được vợ mình hậu thuẫn. Hay quá.
của anh ấy ủng hộ. Nhìn chồng mình nụ cười đầy ngưỡng mộ. Y anh ấy thật thông minh và đáng yêu. Chương trình gia đình và hạnh phúc bắt đầu. Dễ sợ thiệt. Tôi cứ hỏi là bữa nay vợ anh có mua thêm gì cho anh không? Quần áo gì không anh? Dạ hôm nay thì trong cái MV của anh Trần Vũ thì em không thấy gì hết nên vợ em không có mua. À dạ dạ. Lần sau anh cũng nên để ý là mình làm cái MV nào có đồ mới để bà sắm luôn ha. Thôi chốt lại anh Văn Sĩ là với cái sự hậu thuẫn của người vợ thân yêu của anh Văn Sĩ đã đem lại một cái hiệu quả sân khấu và trình diễn rất tuyệt vời. Như tối ngày hôm nay, mọi thứ đều rất là chuẩn chỉnh. Hy vọng là anh vẫn giữ vững cái phong độ đó. Chúc mừng anh. À, xin được chúc mừng anh nha. Hôm nay anh phải thật sự là hạnh phúc đó, bởi vì ban giám khảo rất yêu thích tiết mục này của mình. À, bên cạnh cái việc là chúng tôi cũng vẫn còn hoang mang về câu chuyện trong cái hoàn cảnh này thôi. Dạ, một lần nữa chúc mừng anh Văn Sĩ.